cùng và nó phức tạp vô cùng. Uyên tham gia rồi, Uyên biết đấy, nó rất là dài và rộng, và nó lại là cái thứ mà tài sản rất là hiện hữu mà ai cũng bị động vào nó đấy. Mà nếu mà chúng ta không biết, kể cả chúng ta không biết như những cái chuyên gia, những người làm nghề chuyên nghiệp, thì chúng ta cũng có vẫn phải bắt buộc phải phải hiểu về nó phần nào để mà chúng ta không bị thua thiệt trong cái cuộc sống này, bình thường này. Nếu chúng ta làm gì chúng ta cũng cần liên quan bất động sản, kể cả đi thuê nhà chúng ta cũng vẫn phải liên quan bất động sản, đi mua nhà chúng ta cũng phải liên quan đến bất động sản. Rồi chưa kể cái chuyện mà chúng ta trở thành nhà đầu tư đối với bất động sản, hay chúng ta đi mở một cửa hàng, một cái văn phòng, công ty, một điểm kinh doanh nào đó, thì chúng ta cũng liên quan đến bất động sản. Nếu mà chúng ta không có kiến thức cơ bản về nó thì chúng ta rất là thua thiệt, bởi nó là một cái tài sản rất là lớn. Và bất cứ cái gì liên quan đến bất động sản nó đều lớn. Mà khi nó đã lớn rồi thì nó có một cái dở như thế này. Con người bản chất cũng phải nói là nhiều khi có thể gọi là tham lam. Có nghĩa là con người thì cái tính cạnh tranh nó cao, mà con người muốn sở hữu. Và cái gốc con người tham lam, mà đối với những cái gì nó có giá trị lớn ấy, thì con người lại càng tham lam, cái mức độ mà xảy ra cái chuyện tham lam nó càng cao. Và thể hiện rõ nhất là trong những cái tranh chấp mà lớn ấy, thì hầu hết là tranh chấp liên quan đến kinh tế, đến tiền bạc đấy, chứ mấy khi mà liên quan đến tình ái mấy đâu đấy. Tranh chấp tình ái mấy đâu, đúng không? Thế cho nên là đối với bất động sản thì quanh đi quẩn lại rồi chúng ta cũng phải động vào nó thôi. Nếu mà chúng ta hướng tới trở thành một cái người giàu có thì chúng ta lại càng phải biết về nó, bởi nó là nơi tích trữ tài sản rất là tốt, nó là nơi tạo ra dòng tiền rất là tốt, nó là nơi đầu tư rất là tốt đấy, và nó là nơi đầu tư an toàn, mà nếu người nào hiểu biết sâu về nó thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ nó, mà nhiều khi rất rất ít nghề mà có được. Nhưng ngược lại nó có một cái dở là đầu tư bất động sản nó không hề dễ, nó rất là phức tạp, và chúng ta lại phải học từ những kiến thức cơ bản để mà cho đỡ nhàm chán ấy. Thì chút nữa thì tôi sẽ chia sẻ theo một cách là với dựa trên cái cơ sở dữ liệu mà tôi có phần nào đấy, để tôi sẽ chia sẻ để anh chị em bắt đầu hình dung một chút trên thực tế cái bất động sản nó như thế nào đã, rồi sau đó chúng ta mới quay ngược trở lại cái lý thuyết để chúng ta hình dung ra thế nào bất động sản, thế nào là môi giới bất động sản, rồi thế nào là định giá bất động sản. Tại quanh đi quẩn lại đối với bất động sản ấy, nó là đầu tư, mà đầu tư thì đối với đầu tư thì đầu tư cổ phần thì thường người ta sẽ phải mua giai đoạn nào đấy mà giá nó tốt nhất, hoặc là người ta gọi là đầu tư sớm nhất. Kể cả sáng nay có gặp Sắc Bình đi chăng nữa, Sắc Bình cũng quan điểm luôn luôn muốn đầu tư cái gì vào giai đoạn sớm nhất, chứ không bao giờ người ta muốn đầu tư vào giai đoạn trên ngọn, bởi với họ thì khi lên ngọn thì lại cuộc chơi là của những cái người mà lại không tìm được cái cơ hội ngay từ ban đầu đấy. Thì đối với bất động sản cũng vậy, nó sẽ quanh quẩn ở cái giai đoạn là ông phải đầu tư cũng giai đoạn sớm nhất, và ở thời điểm nào mà giá tốt nhất, hoặc kể cả tại cùng một thời điểm thì ông phải mua được cái giá tốt hơn giá của người khác thì ông mới thành công. Chứ nếu mà ông mua bất động sản mà ở trên cơ sở cao hơn người khác thì ông đã khó thành công rồi. Và cho nên mới xảy ra cái chuyện mà như hôm qua tôi đọc cái bài báo, có một cái anh mà anh ấy có được rất nhiều triệu đô từ bất động sản. Mọi người thấy nhé, bất động sản ấy không có nghĩa là mình cứ phải có vốn mình mới làm giàu được từ nó đâu. Mình sẽ có rất nhiều cách để làm giàu từ bất động sản, kể cả các bạn không có tiền các bạn vẫn có thể làm được. Và nhưng nó có một cái dở của ngành bất động sản là làm sao nó không được chuyển đổi số hóa, nó không số hóa, thế thành ra nó làm cho thị trường bất động sản nó không minh bạch. Nhưng không minh bạch lại là cái cơ hội cho những người nào thực sự khôn ngoan và nhanh nhạy trong lĩnh vực này. Và cho nên rất nhiều người ta giàu lên là từ bất động sản, nhưng họ bỏ nghề, có nghĩa đến một đoạn nào đấy họ đủ giàu rồi họ bỏ nghề. Họ cho là cái nghề này nó đôi khi nó có một cái gì đấy nó hơi ma lanh. Đấy, có thể nói hơi quá, người ta cho là thất đức. Đấy, cái nghề bất động sản nó là như thế. Có nghĩa là con người người ta rất là, nó liên quan đến tài sản lớn mà. Trên từng cái đàm phán, trên từng cái thỏa thuận, họ phải vượt lên lẫn nhau liên tục. Và đôi khi người ta dùng rất nhiều xảo thuật, chiêu trò, cách thức để mà người ta ăn được cái người khác. Thực ra cái ăn của người khác là dựa vào cái sơ hở của người khác, dựa vào cái thiếu hiểu biết của người khác. Đấy, và như thế thì quanh đi quẩn lại chúng ta không thể trở thành những người thiếu hiểu biết để mà chúng ta đâu đó bị thua thiệt trong lĩnh vực bất động sản này được.
Cho nên là cố gắng để chúng ta trau dồi với nhau một chút. Tại vì dù sao là chúng ta đang đang tham gia vào một doanh nghiệp bất động sản, thì và nó là công ty công nghệ cho bất động sản, thì chúng ta cũng phải hiểu phần nào về cái doanh nghiệp mà chúng ta tham gia vào, chúng ta đầu tư vào, để chúng ta biết được chính xác là ô hóa ra bất động sản nó có những cái nỗi đau như thế này thật. Có nghĩa là nhiều khi mình chia sẻ những cái vấn đề, những cái nỗi đau, những cái cơ hội đối với thị trường bất động sản, những cái giá trị đối với bất động sản. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta không hình dung được, nếu mà chúng ta không thực sự tham gia vào thị trường này, chúng ta không có kiến thức về nó, thì mọi thứ chúng ta làm sẽ lại quay ngược trở lại là chúng ta chỉ nhìn một cái cơ hội nó ngắn thôi, nó không có đủ tầm xa, chúng ta sẽ không có đủ niềm tin vào cái mảng thị trường này, hay là những cái công nghệ để giải cho nó cho cái thị trường này cái bài toán đấy. Thì trước mắt thì tôi cũng chia sẻ sơ qua một chút theo một cái báo cáo về nhân sự để cho anh chị em cộng đồng nắm được xem là tầm này thì nhân sự chúng ta thế nào với cái giai đoạn từ đầu 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 năm đến giờ đấy, thì sẽ có một chút cái chia sẻ. Thì nhân cái cơ hội lên Zoom như thế này để cho anh chị em chúng ta cập nhật một chút thông tin về 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 ok. Đã xem được chưa Uyên ơi? Được, xem được rồi anh ạ. Hôm nay sẽ có những cái chia sẻ màn hình một chút, cho nên thành ra là sẽ có cái thư mục rồi nọ kia, thành ra là đôi khi là em để ý em phản hồi, tại vì anh sợ nhất là đến lúc mình share ra thì mọi người không nhìn thấy ấy. Đấy. Dạ vâng ạ. Ok em. Đây, báo cáo 6 tháng đầu năm về tình hình nhân sự của chúng ta đây. Đây, cái này là từ ngày 29 đấy. Ok. Tổng số nhân sự của chúng ta đến hôm nay là 334 nhé mọi người nhé. Cơ cấu nhân sự đấy, hợp đồng chính thức là 69%. Hợp đồng thử việc và hợp đồng cộng tác viên là phần còn lại đây 14 và 17%. Cơ cấu nhân sự theo chức danh thì chuyên viên và nhân viên là 81%. Có nghĩa cái cấp cơ sở và lãnh đạo của chúng ta chưa tới 20%. Đấy, cấp lãnh đạo, cấp quản lý cấp trung và cấp cơ sở. Đấy. Số nhân sự mà phân theo khối phòng ban thì là đối với khối kinh doanh và marketing chúng ta đang đẩy cao nhất, bởi bắt đầu từ tháng 7 này chúng ta thực sự bắt đầu đi vào kinh doanh. Giai đoạn trước chúng ta phải tuyển quân và tuyển tướng để về bắt đầu lên kế hoạch, và để xây dựng những cái này mất rất nhiều thời gian mọi người ạ. Chúng ta phát triển công ty một cái sản phẩm ấy dù tốt đến mấy thì cuối cùng phải bán được. Quan điểm của những người làm kinh doanh là phải như thế, và rất nhiều anh em về công nghệ kể cả về chuyên môn bất động sản không hiểu cái điều này. Khi xây dựng một doanh nghiệp ấy thì doanh nghiệp đấy phải là doanh nghiệp kinh doanh. Có nghĩa cái yếu tố kinh doanh là yếu tố quan trọng nhất. Sản phẩm tuy tốt nhưng tốt đến mấy đi chăng nữa mà ông không bán được thì cũng không thể có thể gọi là một cái hệ thống kinh doanh tốt được. Đấy, mà cái hệ thống kinh doanh tốt thì phải có những cái người đủ giỏi và những cái đội quân bên dưới thiện chiến thì mới triển khai được cái việc này, và phải có thời gian để tuyển được về những cái người giỏi về kinh doanh và marketing, tại vì người giỏi thực sự về kinh doanh và marketing rất hiếm mọi người ạ. Hầu hết là họ sẽ tham gia vào những công ty chuyên biệt hoặc công ty lớn liên quan đến kinh doanh và marketing hay thương mại điện tử. Nhưng cho nên để mà chúng ta tuyển được những người này về, phải nói là rất là may mắn là cái mô hình của chúng ta nó đủ quy mô và đủ chuyên nghiệp để chúng ta có thể có nguồn lực để chúng ta thu hút được những cái người giỏi này về. Tất nhiên những anh em đều là người mà rất là tâm huyết, là người có lương tâm trách nhiệm rất là tốt để mà tham gia vào công việc với chúng ta, để thời gian tới đẩy sản phẩm của chúng ta ra thị trường. Thì ở những cái giai đoạn năm nay chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào user, có nghĩa là người dùng đấy, doanh số chỉ là yếu tố phụ, và từ giờ đến sang năm chúng ta sẽ tập trung vào cái việc này, và sau đó chúng ta trong quá trình đấy chúng ta chuyển đổi dần. Mọi người cứ hình dung là sẽ phải có user, người ta vào, người ta biết đến sản phẩm chúng ta, người ta biết đến thương hiệu chúng ta, sau đó đến một thời điểm nào đó thì bắt đầu họ chuyển dần sang những người tạo tài khoản không dùng miễn phí nữa, không dùng mà không tạo tài khoản nữa, và dần dần người ta sẽ chuyển người ta thành khách hàng trả tiền. Mà mọi người cứ hình dung là nếu mà khách hàng của chúng ta cứ hàng vạn người rồi đến có thể hàng trăm nghìn người,
có thể đến hàng triệu người mà người ta cứ vào, người ta trải nghiệm, người ta dùng và người ta trả tiền thường xuyên, thì chúng ta sẽ kiếm được tiền như thế nào, đúng không? Sẽ rất là tuyệt vời. Và chúng ta phải thúc đẩy mạnh cái việc này. Giai đoạn trước chúng ta tập trung vào công nghệ nhiều, thì công nghệ là 22% và chúng ta vẫn đang tiếp tục phát triển đội công nghệ, nhưng bây giờ lại là cái thời điểm mà chúng ta cần phải bung về kinh doanh và marketing mạnh hơn. Đối với khối tài chính của chúng ta cũng cần mạnh, bởi làm sao, bởi chúng ta có rất nhiều việc phải làm đối với khối này, và trong khối tài chính chính là có ban phát triển thị trường cũng nằm ở đó, ở đây. Ngoài ra các bộ phận khác mọi người nhìn mà xem nó rất là lác đác, đúng không? Chỉ vài 3%, bởi những vị trí về quản lý lãnh đạo và các cái khối gọi là back office thì nó sẽ chỉ ở góc độ là phía đằng sau để hỗ trợ support cho toàn bộ khối này. Đấy. Cho ba khối chính là khối sản phẩm, khối công nghệ, khối kinh doanh và khối tài chính. Nhân sự tuyển mới thì trong cái 3 tháng vừa rồi thì chúng ta tăng trưởng cũng khá mạnh. Trung bình khoảng tầm 18 cho đến 20%. Đấy, đấy là cái mức tăng trưởng của nhân sự chúng ta trong giai đoạn vừa rồi. Và trong có 3 4 tháng chúng ta tăng từ khoảng dưới 200 mà bây giờ lên là thêm là 164 người nữa. Và rất là may mắn cho chúng ta là bất cứ mục tiêu nào thì cuối cùng là gì? Là phải có người giỏi để làm, để biến cái điều ước mơ khát khao của chúng ta trở thành cái hiện thực. Và muốn như thế chúng ta phải có cái tướng giỏi, người tài thì mới giải cho chúng ta bài toán này được. Chúng ta không thể tự lăn sức mình ra được đâu. Tất cả cộng đồng đóng góp công sức, nhưng mà bản thân tôi cũng là người điều hành, điều phối, nhưng bên dưới những anh em từ đầu với công ty thì vẫn phải vận hành. Thế nhưng mà đâu đó những cái người mà chúng ta tuyển về đôi khi anh em lại là những người giỏi hơn rất nhiều so với chúng ta, và chúng ta phải trân trọng cái điều đó, và họ sẽ lại giúp chúng ta lại bước tiếp những cái đoạn tiếp theo để đi đến cái thành công mục tiêu của chúng ta đưa ra. Đấy là sứ mệnh tầm nhìn của chúng ta. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta nhân sự cũng tăng liên tục, đây 267 rồi lên đến 344, và quỹ lương chúng ta cũng tăng liên tục. Đấy, như là chúng ta nuôi quân một thời gian đủ dài, nhưng sau đó để chúng ta đánh trận thôi. Chúng ta chấp nhận là ở những cái giai đoạn chúng ta không đi theo mô hình cổ điển. Mô hình cổ điển là như này, họ sẽ tuyển tướng bằng được cái người tướng, sau đó họ mới tuyển quân. Còn chúng ta chấp nhận chúng ta tuyển quân trước, chúng ta nuôi quân dài dài để xây dựng dần, và nhờ có cái có tướng có quân giỏi, có tướng quân đông thì và xây dựng được những quy trình và cơ chế chính sách thì lại mới hút được tướng về, và tướng về người ta có quân và người ta lại tiếp tục tuyển những tướng giỏi hơn bên dưới để họ tiếp tục phát triển. Đấy, và lúc đấy họ không cần mất công quá nhiều thời gian để họ bắt đầu lại đi tuyển quân từ đầu. Đấy, và chúng ta đi tắt một chút là chúng ta mất nhiều khi quân chúng ta phải phải nuôi mất nửa năm, 3 tháng, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái việc này. Đấy. Và khi họ về là họ bắt đầu có quân để họ theo họ triển rồi. Còn nếu mà tướng mà chúng ta tuyển mà theo cách mà ở đây không có cái gì thì rất khó để mà họ họ có thể họ về họ bắt tay từ đầu, và họ lại mất 3 tháng, 6 tháng để họ khởi động, thì chúng ta mất đi rất nhiều thời gian và cơ hội, bởi cái mục tiêu của chúng ta thì nó lớn, và cái thời gian của chúng ta, nguồn lực thời gian của chúng ta nó không cho phép chúng ta kéo dài mọi thứ. Cho nên là chúng ta đi theo cách này, đôi khi chúng ta chấp nhận những cái rủi ro một chút về chuyện phải chi phí cao, phải chuyện là chi phí mà chưa có cái nguồn thu lớn, nhưng mà chúng ta đi theo cái cách thức của cái mô hình mới thì chúng ta phải đi theo chiến lược này. Và đây cái ở ban lãnh đạo là cái ở bên dưới rất ít. Đấy. Chúng ta xây dựng cái mô hình làm sao tự động hóa nhiều thì cái tầng lớp của quản lý lãnh đạo nó sẽ ít đi. Đấy. Còn ở bên trên thì cái tầng lớp nhân sự thì nó nhân sự nó nhiều hơn, và tỷ lệ đây là tỷ lệ tăng chi phí lương đây. 5%, 27% rồi 68%. Đấy. Và từ giờ đến cuối năm thì cái việc mà về hành chính nhân sự thì chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Đây là trong vòng 6 tháng cuối năm đây, từ chuẩn hóa cơ cấu tổ chức. Đây là những cái mà chúng ta phải tự xây dựng, mà trước đây chúng ta đã từng đưa ra là sẽ phải áp dụng ISO,
Nhưng đến thời điểm bây giờ thì ISO còn không thể chuẩn, không thể mà áp dụng được, bởi không phải là doanh nghiệp chúng ta không thể áp dụng được, mà cái vấn đề là chúng ta phải tự xây dựng, tự build từ đầu, còn sau này cấp chứng chỉ chỉ là giai đoạn cuối cùng thôi, chúng ta tự xây dựng. Chứ những cái đơn vị tư vấn để xây dựng về ISO ấy, họ cũng không thể áp dụng được cho chúng ta, bởi mô hình chúng ta khác. Đấy, rất nhiều những thứ của chúng ta khác nên chúng ta không đi theo cách thức đấy nữa. Nhưng rồi sau chúng ta sẽ đưa những cái tiêu chuẩn như 5S này, 27001 này, rồi 92000. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nhân sự. Đấy, những cái việc trông thế này thôi, một cái gạch đầu dòng này thôi, chứ còn thực sự nếu mà sâu mọi người xem những kế hoạch của những cái phòng ban ấy, nó ti tỉ việc luôn. Đấy, và chúng ta hiện tại cũng tuyển quân thì cũng ra vào liên tục. Tại vì làm sao? Vì rất nhiều lý do. Bởi đôi khi đâu đó nhiều người thì người ta vào, anh chị em là không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đấy, cho nên là họ cũng không theo kịp. Thứ hai nữa là làm việc với chúng ta là cũng vất vả, chứ không phải là nhàn. Đấy, đâu đó có thể lương cao để chúng ta hút được những cái người có khả năng làm việc. Chứ ở đây chúng ta không tuyển những người mà về đây chúng ta mới đào tạo, hoặc là làm mà chúng ta dỗi như trẻ em là chúng ta không chơi. Đấy, và chúng ta chỉ tuyển những người để cùng chúng ta đi đến mục tiêu, và ai cũng có thể trở thành đồng đội nếu họ thực sự đem lại giá trị cho chúng ta. Rồi phần vận hành OKR. Đấy, OKR chúng ta áp dụng cái cách vận hành theo OKR. Ngoài KPI chúng ta áp dụng theo OKR. Đây là một cách mà của Google và rất nhiều tổ chức lớn trên thế giới người ta thành công nhờ có áp dụng cái cách này bằng phần mềm chuẩn hóa. Triển khai các chương trình đào tạo phát triển thì có nghĩa là chúng ta sẽ cho nhân viên đào tạo nội bộ và triển khai những cái đào tạo để làm sao cho nhân sự người ta thấm nhuần những cái tư tưởng, quan điểm của chúng ta, thấm nhuần văn hóa doanh nghiệp của chúng ta để họ đồng hành với chúng ta lâu dài. Và đây là một trong những lý do mà nhiều khi nhân sự chúng ta chưa đồng bộ. Nó lại không phải không đồng bộ ở chuyên môn. Hầu hết những người về đây đều là người chuyên môn tốt, nhưng đâu đó văn hóa ở nơi khác nó khác. Văn hóa chúng ta nó khác, mô hình chúng ta khác, con đường của chúng ta đi khác, sứ mệnh tầm nhìn chúng ta khác. Còn ở đâu đó nhiều người người ta làm theo cái cách quen của người ta, cầm tiền đi về, cầm tiền đi về, họ quen rồi. Mặc dù họ giỏi, nhưng họ chỉ tư tưởng như thế thôi. Thế thành ra là chúng ta phải đào tạo để tìm được những cái người mà tâm huyết với chúng ta, có thái độ tốt với chúng ta. Thái độ tốt là họ sẽ cùng tầm nhìn với chúng ta, cùng mục tiêu với chúng ta, sứ mệnh của họ nằm trong sứ mệnh của chúng ta. Đấy, và giá trị cốt lõi của họ cũng đồng nghĩa với giá trị cốt lõi của chúng ta. Và khi những cái thuộc về gen của họ và chúng ta nó là một thì lúc đấy họ và chúng ta mới có thể đi lâu dài và làm lớn được. Và đấy là cái sự phù hợp. Chứ sự phù hợp không chỉ nằm ở năng lực. Năng lực nó là phù hợp với công việc thôi. Đấy. Người ta phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn để phù hợp cho công việc mà người ta được giao, vị trí người ta được giao. Đấy. Bổ sung và chuẩn hóa các chính sách liên quan đến nhân sự. Đấy. Những cái việc này trong này thôi, nó nhiều việc lắm mọi người ơi. Trời ơi, bơi luôn. Và xây dựng phát triển thương hiệu tuyển dụng thì đây là một trong những cái việc mà giai đoạn trước chúng ta rất là khó khăn mà chúng ta bây giờ bắt đầu phải làm dần. Tại vì làm sao đối với lĩnh vực tuyển dụng ấy, nó lại có cái dở là cái thương hiệu tuyển dụng, có nghĩa đơn vị mà nó có cái uy tín về bộ máy tổ chức doanh nghiệp, rồi là quy trình tuyển dụng tốt, rồi là chế độ đãi ngộ tốt, và rất nhiều điều mới mẻ mà hấp dẫn. Đấy, thì sẽ thu hút được nhiều người. Và những cái nhân sự mà người ta ra vào ấy, thì đôi khi người ta sẽ dùng cái từ gọi là review cái doanh nghiệp của chúng ta và thương hiệu của chúng ta. Bởi đâu đó thì chúng ta đang trong giai đoạn mà củng cố và phát triển, thì ngay cái bộ phận nhân sự nó như một đứa trẻ ấy, là nó cũng phải lớn dần, từ đứa 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi cho đến đứa thiếu niên, đứa trưởng thành. Và doanh nghiệp của chúng ta cũng thế, doanh nghiệp chúng ta vẫn ở giai đoạn mà chúng ta đang bắt đầu tập bò, tập đi thôi. Đấy, thì nói thế để cho mọi người biết là chúng ta còn phải cố gắng rất là nhiều, còn phải nỗ lực rất nhiều. Đấy, để chúng ta làm tốt, những cái đem lại những cái điều tốt cho doanh nghiệp chúng ta. Ok, chúng ta đi vào chương trình nha.
những cái hoạt động nội bộ của công ty chúng ta ấy nó rất là nhiều, nhưng nhiều khi là chúng ta cũng không có thời gian để mà tập hợp, để mà chia sẻ cho mọi người. Đấy, bởi bây giờ làm sao? Ngày trước công ty nó ít người, bây giờ công ty 350 người. Anh chị em cứ hình dung là nếu mà cứ nhân sự vào thì lại phát sinh ra ra việc, và chúng ta lại phải có nhiều việc hơn để tương tác với họ, để dẫn hướng họ, để cho họ hội nhập. Đấy, hội nhập xong thì bắt đầu họ có đà thì họ mới bắt đầu đi được. Đấy, và chúng ta lại cứ người mới liên tục, và mỗi một tuần có rất nhiều người mới. Và trong nhóm công ty thì có Hoàng Đường này và anh Dũng này và một số anh chị em thì đều nắm được đấy. Đấy, là nhân sự vào liên tục, tuần nào cũng vào, đôi khi có thể nói là ngày nào cũng vào luôn, cũng có người vào, nhưng song song với người vào vẫn có người phải bị ra, hoặc là họ chủ động ra bởi cái sự mà chưa phù hợp. Đấy. Và đối với bất động sản ấy, nó thực sự ra nó là một nghề kỹ thuật, chứ nó không phải là cái chuyện là nó làm cái gì đấy nó khá thú vị đâu mọi người ạ. Giống như chứng khoán thì chúng ta nghe lướt qua thôi thì chúng ta thấy nó thú vị, nhưng thực sự ra nó là một nghề kỹ thuật. Thì bất động sản nó thế, và nghề này nó là nghề kỹ năng. Có nghĩa làm sao? Bạn muốn hiểu sâu về bất động sản, bạn muốn nắm được hiểu bản chất của bất động sản và hiểu cái cách thức vận hành, rồi tìm được những cái cơ hội, hay là thấy được những cái nỗi đau của thị trường này, những vấn đề thị trường này, thì chắc chắn bạn phải là người tham gia vào một cách thực sự và có cái trải nghiệm đấy, thì lúc đấy bạn mới ngấm được cái chuyện kiến thức. Còn nếu không ấy, chúng ta nói với nhau về kiến thức nó sẽ giống như cưỡi ngựa xem hoa ấy, và phải khẳng định luôn là không có ai có thể nói là tài giỏi trong lĩnh vực bất động sản này được, kể cả những người kể cả viết được sách ra đấy. Bởi làm sao? Cái lĩnh vực này nó là lĩnh vực rất khó và nó đòi hỏi rất nhiều hiểu biết. Và ở đây tôi có liệt kê một số cái mà trên thực tế để cho mọi người dễ hình dung trước khi chúng ta đi vào những cái thứ nó có mang cái tính lý thuyết hơn. Đấy là những cái mà tôi tập hợp ở đây, thì những cái thông tin về những cái bất động sản này thì là do tôi trong suốt hàng gần chục năm qua tôi tập hợp đến mấy trăm ghi dữ liệu cơ. Tôi đi Nam đi Bắc và tôi tập hợp các dữ liệu một cách khoa học để tôi phân bổ và tôi sử dụng trong cái chuyện tôi sẽ chuyển đổi số cho những cái mà chúng ta đang theo đuổi bây giờ ấy. Và ở đây thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều bất động sản, thì chúng ta cũng chỉ đưa ra những cái bất động sản gọi là gì, là ở mức độ cũ thôi nhé, nhỏ thôi nhé, nó không ảnh hưởng. Còn đâu những cái bất động sản lớn chúng ta không dám sâu ra, bởi sâu ra đâu đó nó ảnh hưởng đến những cái thương hiệu, những uy tín của họ. Ở đây nói chung là chúng ta không nên nói đến những cái thứ mà chúng ta tốt nhất là chúng ta tránh. Đây là những cái hình thức để chúng ta hình dung là bất động sản ít nhất trong đầu chúng ta. Giống như chúng ta hiểu về vàng thì chúng ta ít nhất là biết là có mấy loại vàng như thế. Đấy, ai chơi kim cương thì sẽ có bao nhiêu loại kim cương như thế. Đấy. Đấy, và để chúng ta đầu tư về tài chính thì chúng ta sẽ biết là sẽ có nhiều cái loại mà dạng mô hình đầu tư tài chính như thế. Chúng ta đầu tư về chứng khoán, về cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải phải hình dung, phải tìm hiểu để chúng ta biết được những cái thứ đấy. Thì ở đây tôi liệt kê ra khoảng một số trang để chúng ta tìm hiểu về các cái loại bất động sản như sau, để chúng ta sẽ hình dung ra là nếu mà chúng ta đầu tư bất động sản chúng ta nên đầu tư loại gì, ít nhất là trong đầu chúng ta biết là có những loại gì và sau đó thì chúng ta sẽ nên đầu tư loại gì. Ví dụ ở đây là cái loại mà chung cư mini đã ở và bán lại thì cũng là một trong những cái loại mà bất động sản. Đây. Uyên ơi, khi anh kích vào có thấy nó mở cái thư mục không? Không anh Trung ơi. Anh ơi, em vẫn thấy ở trong cái file đầu tiên anh sau ấy, chung cư mini đã bán ạ, chưa vào thư mục rồi ạ. Thế thì anh hiểu cái kiểu nó rồi. Thế là có nghĩa là mỗi cái là anh lại phải xem lại một chút đây. Rồi. Đây thấy chưa? Được rồi, Rồi được ạ, rồi. thấy thư mục rồi ạ. Đây, đây, đây. Đây, đây là một Cứ phải cái xem màn này. hình nhé. Đây. Rồi, rồi. Đâu là như thế nào? Xe chọn xe màn hình ấy, chứ đừng chọn xe file thì nó sẽ ra được hết tất À, thế cả những cái à? thông Đâu, tin anh gì chọn trên cái xe màn màn hình. hình thế nào? Anh chọn xe Cứ màn kẻ hình màn đi. hình ạ, nó có Anh chữ. đang chọn mấy màn hình đúng không? Đang dùng mấy màn hình đúng không? Đúng rồi, anh dùng mấy màn hình. Đấy thì anh đang share cái màn hình, nó ở màn hình thứ hai, thì ở trên khi mà anh bấm vào nút share anh sẽ có cái chỗ là chọn xe màn hình ấy, chứ không phải là xe file.
đây 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 ví dụ đây nhé, xong rồi đây anh đấy. Chọn vào đây đây thì đúng nó rồi. Ra luôn không có được rồi đấy, được rồi đấy. Được rồi. Xin lỗi anh chị em nhé, tại vì nhiều khi là mình cũng ít để ý mấy cái này. Đây thì ví dụ đây là dạng là trụ gọi người ta gọi là chung cư mini đấy. Ok đây này, chờ một chút. Okay. Đây, đây là những cái dạng gọi là chung cư mini. Đấy, những cái mô hình chung cư mini nó chỉ có 10, 15 mét vuông thôi. Đấy, có thể là 20, 30 mét vuông. Những cái chủ đầu tư người ta xây dựng ra những cái tòa chung cư mini thế này. Và nếu mà chúng ta cũng có thể trở thành cái nhà đầu tư đối với chung cư mini, chúng ta có thể là mua hay là chúng ta xây lên và chúng ta bán lại. Thì tí đi vào những cái mô hình chi tiết hơn về những cái thứ này. Nhưng ở đây để mọi người hình dung là có những cái dạng như thế này, và thường những cái này nó thường hiện tại vẫn chưa có sổ đỏ đâu. Đấy, đa phần là chưa có sổ đỏ. Đấy. Đấy, đây là dạng chung cư mini. Hoặc là người ta sẽ xây cho thuê hoặc là xây để bán. Đấy, chúng ta có thể sở hữu chung cư mini, và thường là cái hợp đồng của nó là dạng cái hợp đồng là hợp đồng chỉ gọi là hợp đồng gọi là chung thôi. Đấy. Gọi là sổ chung chứ không được sổ riêng. Đấy. Có nghĩa là mình sẽ đứng tên trong sổ trên hợp đồng mua bán với rất nhiều người. Còn đây là cái dạng, còn một dạng nữa là nhà mua nhà cũ nát để mua sửa bán lại. Thì những cái dạng nhà kiểu như này là mọi người thấy là có thể là mua bán lại được này. Đấy. Đấy, những cái nhà kiểu cũ như này này, mua sửa lại và bán lại. Đấy. Đây là một dạng mà nhiều khi chúng ta chỉ mất có 1, 2, 3 tỷ thôi. Và mỗi một lần mà mua sửa mỗi lần chúng ta tùy theo. Nhưng thường người ta chỉ sửa trong vòng chỉ 150 triệu trở lại thôi. Người ta sửa về nội thất, về sơn, rồi một tháo dỡ đi những cái thứ mà trông nó bẩn, xấu. Hay là sửa những cái lỗi về phong thủy nào đó. Và sau đó họ bán lại, và mỗi cái như này là người ta có thể là người ta kiếm được một chút tiền. Nhưng mà đối với cái nhà cũ này, đôi khi chúng ta mua được cái cõng cái nhà người ta giá hợp lý, và sau đó chúng ta có thể bán sang tay được ngay, mà không cần phải sửa gì hết. Đấy. Và thường những cái căn nhà như thế này, nếu mà chúng ta mua trong nội thành, thành phố Hà Nội hay Hồ Chí Minh, thì cũng rơi vào khoảng 2-3 tỷ, trên dưới 3 tỷ đấy, khoảng hoặc là đến 4 tỷ tùy theo đấy. Nhưng căn lại càng nhỏ thì lại là càng dễ mua dễ bán. Còn đâu nếu mà căn to ấy, thì lại là khó bán khó hơn đấy. Nhưng căn nhỏ thì lại không nên mua dưới 30 mét vuông đấy. Tại vì nếu mà 30 mét vuông thì thường rất là khó bán dưới 30 mét vuông. Đây, một dạng nữa là dạng này là dạng mua nhà phân lô sửa lại và bán. Đây, có thể người ta mua một cái căn như này vào khoảng tầm chỉ có khoảng 5 tỷ, 5 tỷ rưỡi thôi. Sau đó họ về họ sửa lại. Sau đó họ bán khoảng tầm trên 7 tỷ. Đây, cái gốc của nó đây. Gốc thì nó rất là cũ. Đấy, đấy nó là những cái nhà rất là cũ như thế này. Đấy. Đấy, gốc của nó rất là cũ như thế này. Đấy, như sau đó thì người ta sẽ sửa lại. Đây là những cái mô hình để mà những cái nhà đầu tư người ta thường đầu tư các dạng này. Và khi sửa lại thì nó sẽ lên rất là đẹp này. Đấy, nó sẽ lên rất là đẹp. Đấy. Và ok. Alo, có ai nhà không? Nếu mà kéo màn hình về như này mọi người thấy được không? Đấy. Dạ thấy rõ. Ok. Đấy, thì đấy là những cái nhà sửa, người ta sửa người ta chỉ bỏ ra khoảng tầm 200 đến 250. Đấy, đối với những cái dạng nhà như thế này, và người ta kiếm được tiền ngon lành từ những cái này mà trong một thời gian rất là ngắn thôi. Thường người ta sửa xong thì trong vòng khoảng tầm tháng rưỡi, 2 tháng là người ta đã bán được rồi. Đấy là chậm.
còn nhanh thì trong vòng khoảng một tháng là người ta bán được. Đấy, người ta chỉ sơn sửa bên trong và bên ngoài. Dạng nữa là bán một phần đất nhưng tự thiết kế để rõ ràng từ đầu. Đây là một cái mẹo mà mọi người bán đất sẽ bán được rất được hời nhé. Và chúng ta mua một thửa đất đôi khi chúng ta cũng kiếm được hời hơn khi mà chúng ta biết cách bán. Đôi khi mọi người không kiếm được lãi là thứ nhất là chúng ta đi mua nhưng mà chúng ta lại không chúng ta đã không biết đàm phán để mua rồi. Trong cái nghề này ấy, cái người đầu tư bất động sản là người biết đàm phán chứ không có tài giỏi gì đâu. Chúng ta hiểu về pháp lý. Còn đâu còn những cái còn lại thì khi chúng ta va chạm vào trong cái việc đi mua bán giao dịch thì nó sẽ tự dạy mình. Đấy, chứ không ai dạy ai được nhá. Mọi người nhớ này, đối với bất động sản không ai dạy ai được. Đấy, những cái nhà cũ như thế này, cái ông chủ ông bán rất là khó. Ông rất là khó bán. Đấy, thì mà ông lại là kiến trúc sư. Thế là sau đó thì mình đến mình tư vấn cho ông ấy, à bây giờ mà ông lại muốn bán là bán một phần cơ, ông ấy không bán cả, thành ra không thể bán nổi. Đấy, thì có cái cách là hướng dẫn cho ông ấy là ông ấy sẽ thiết kế ra cái bản vẽ về nhà đất như thế này. Đấy, ông ấy sẽ phân rõ là đường đi và ông giữ lại phần nào và ông bán phần nào. Và khi mô tả thiết kế lên thì nó sẽ rất là đẹp và ông ấy dễ dàng ông bán ngay lập tức được. Bởi cái khi người mua ấy, người ta thấy rõ ràng. Thế cho nên nhiều khi anh chị em nhà chúng ta mà bán đất hay bán nhà ấy thì một cái chi phí rất là rẻ là chúng ta đi thuê cái đơn vị đo đạc về, hoặc hơn nữa là thuê cái đơn vị thiết kế về. Đấy, người ta thiết kế cho người ta, cần thì người ta dựng hẳn 3D cho chúng ta một cái nhà. Và khi đó ấy, cái người mua ấy, người ta rất là thích thú với việc này. Đấy, và người ta nhìn thấy cái tiềm năng, cái tương lai của cái, đôi khi chúng ta còn thiết kế 3D rồi có thể còn xin cả giấy phép xây dựng cho người ta, thì người ta sẽ yên tâm về pháp lý hơn và chúng ta sẽ bán được giá cao hơn rất nhiều. Đôi khi chúng ta bỏ ra một chút tiền thôi nhưng mà chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta bán được cái bất động sản. Thế cho nên là nhiều khi đi đầu tư bất động sản ấy là chúng ta ăn là ở cái mà chúng ta lãi ở cách chúng ta bán nhé. Cho nên nhiều khi cứ gọi là gặp khách hay không là do chính cái cách chúng ta bán. Như kiểu chúng ta đi ra siêu thị họ bày hàng cho nên chúng ta mới mua ấy. Đấy, ở ngoài chợ bày một kiểu và cũng là ngoài chợ thôi thì có người bày rất khéo và rất đông khách. Đấy. Đây, chung cư mini thì người ta có thể xây nhiều tầng để bán. Đấy, người ta có thể xây nhiều tầng và mỗi một tầng thì họ phân ra. Đây ví dụ ở đây là có thể lên đến cả 9 tầng. Đấy, họ xây để họ bán lại và mỗi một tầng thì tùy theo đây nó có từ 2 cho đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 căn. Đấy, nó sẽ có cái sân sinh hoạt chung ở tầng 9. Còn ở bên dưới tầng 1 là ở trong miền Nam gọi là tầng trệt ấy. Còn ở Hà Nội thì gọi là tầng 1 thì người ta để xe. Đấy, và người ta xây theo kiểu như là 56 mét này và người ta bán khoảng trên 1 tỷ thôi. Đấy. Đấy, hợp đồng công chứng. Đấy, hợp đồng công chứng này, thanh toán này. Đấy, cũng có thang máy đầy đủ nhé. Đây là một hình thức mà đầu tư mà rất nhiều người kiếm được tiền từ hình thức này. Nhưng cái khó của cái hình thức này là như thế này, không phải là mua đất đâu, không phải là bỏ vốn đâu. Nếu mà chúng ta mà mua đất thì có thể chúng ta cũng có thể tìm cái người hợp tác cùng. Cái xây ấy, thì chúng ta sẽ tối ưu bằng những cái đơn vị mà xây chuyên nghiệp, người ta sẽ tối ưu cho chúng ta. Đấy, rồi thiết kế, rồi nọ kia, không phải là vấn đề khó. Mà vấn đề khó của cái thằng này ấy, là cái vấn đề về pháp lý. Đấy, và cái vấn đề pháp lý này quan trọng nhất lại ở cái chuyện là xây được xin cao tầng. Ví dụ cùng một cái xây chung cư mini này, nếu mà chúng ta xây mà chỉ được khoảng 6 tầng thì chúng ta chỉ lãi một chút không đáng kể. 7 tầng trở lên chúng ta mới bắt đầu lãi nhé mọi người nhé. 6 7 tầng trở lên mới bắt đầu lãi. Đấy. Còn sổ của nó thường là sổ chung chưa được công nhận. Còn nếu mà tại sao lại chưa được công nhận là ở cái chỗ này như thế này, nếu mà họ mà làm chuẩn theo cái quy định của cơ quan nhà nước ấy thì họ lại không có lãi, bởi họ sẽ phải xin giấy phép như một cái dự án đầu tư chung cư ấy. Tuy tất nhiên nó ở quy mô nhỏ nó dễ xin hơn. Đấy, nhưng mà vẫn phải xin dạng như thế, người ta phải cắt lại mật độ xây dựng. Đấy. Và như thế thì cái ông chủ đầu tư ông không thể lãi được, đặc biệt những cái chung cư mini nó lại hay nằm ở bên phía trung tâm hơn. Có nghĩa là thường cái đối tượng mua lại thường là những cái cán bộ công nhân viên hay là những người đi làm ở thành phố. Thì thành ra là họ không thể đi ra vùng xa để người ta mua những căn như thế này được. Mà mua đất ở trong thành phố đã cao rồi, mà nếu mà cắt mật độ nữa thì họ không còn lãi. Đấy.
đấy, và những cái thiết kế của họ là cũng rất là rõ ràng, để mà mình chỉ nhặt một vài cái để cho mọi người hình dung thôi, chứ thực tế ra thì nó trong cơ sở dữ liệu nó rất là nhiều, nhưng mà không thể nào mà mình lọc ra được, mất quá nhiều thời gian chúng ta lọc qua được ra được. Đấy, ví dụ đây, cái cơ sở dữ liệu giả sử đi gõ một cái ví dụ như thế này, thế này thôi, thì nó sẽ ra rất nhiều cái dữ liệu luôn đấy. Đấy, nó ra rất là nhiều, rất nhiều đấy. Cho nên mà chúng ta để mà đi tìm trong hàng vạn dữ liệu như thế này là sẽ là rất mất thời gian, nhưng mà cho nên chúng ta chỉ đi những cái gọi là cơ bản thôi, có nghĩa là có cái gì đấy. Rồi là cái dạng nữa là gì? Mua đất dân rồi phân lô xây bán. Đấy. Đây. Cái loại này là rất phổ biến đối với đầu tư nhé, kể cả đầu tư trong miền Nam. Có nghĩa là mua xong thì họ phân lô ra, họ bán đất, hoặc là họ sẽ xây ra một cái căn để người ta bán lại. Đấy. Đôi khi một cái lô người ta mua chỉ có thể là 6, 7 tỷ, 7, 8 tỷ tùy từng lô. Sau đó thì đây, có lô, ví dụ như những cái đầu tư ấy, người ta may mắn ấy, người ta thường tìm được những cái lô gọi là lô góc. Đấy, lô góc thì bao giờ xây nó lời hơn rất nhiều. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, đấy, đây là một dạng lô góc. Đấy, đấy, đấy. Thì là ở cái lô góc như thế này, sau đó thì họ mua được mảnh đất thì họ bắt đầu họ thuê địa chính. Người ta đến đo đạc và chính địa chính người ta thuê luôn cái chuyện là tách cho tôi sổ. Và khi tách sổ thì tùy theo mà mình, người ta sẽ đi liên quan đến tách ngõ. Đây, cái thửa đất này như thế này. Đấy, đây, một cái vạch như thế này. Đấy, thì người ta sẽ tách cái ra thành nhiều thửa để người ta bán. Thì anh chị em nào làm về đất nhiều và làm môi giới nhiều thì chắc là không lạ gì cái hình thức này. Đấy. Và sau đó thì người ta lãi rất là cao. Đấy, đây. Đấy, người ta phải tách cả ngõ, tách đất. Nhưng cái hay của cái nghề này mà mọi người muốn làm thành công ấy là phải cực kỳ quen với cả cái địa chính. Thì người ta mới giúp cho, ví dụ cái sổ này thực tế ra nó không được tròn như vuông như thế này đâu. Nhưng chính địa chính là người ta giúp cho cái chuyện là người ta sẽ nắn lại cho chúng ta ngay từ khi đo đạc. Đấy, để làm sao ra được cái sổ nó đẹp. Đấy, sổ đẹp mới bán được nha mọi người nhé. Sổ xấu là không bán được đâu. Đây, cái sổ mà sổ gốc của nó là nó sẽ rất là xấu. Đâu nhỉ? À đây, sổ này cũng đã nắn rồi. Sổ ấy nắn tròn rồi. Đây, cái sổ mọi người thấy này. Cho nên bất động sản ở chúng ta, nhà chúng ta ấy, khi mà chúng ta đo đạc lại thửa đất chúng ta ấy, phải yêu cầu quan hệ một chút đối với cái người đo đạc hay là với cái bên địa chính ấy. Người ta sẽ đo cho chúng ta cái thửa đất trông nó méo, trông nó vuông, nó đẹp, thì chúng ta sẽ có lợi hơn rất là nhiều đối với cái thửa đất mà nó xấu. Ok, đây là những cái sổ nó ra đẹp rồi. Tạm thế thôi nhé. Một cái thửa như thế thì họ sẽ phân ra 7-8 lô đấy để người ta bán. Từ một lô ban đầu đâu khoảng tầm chưa đến 200 mét thì phải. Đây, mua đất từ lúc chưa chuyển đổi đến lúc chuyển đổi xong rồi phân lô bán. Đấy. Đây một hình thức rất hay nha mọi người nhé. Mà bỏ ra rất ít tiền. Ít tiền hơn so với hình thức kia là đất 100%. Tại vì mình phải theo đuổi cái người mà người ta định phân chuyển đổi ý. Hoặc là chúng ta lại như thế này, họ đất của họ chưa chuyển đổi thì mình sẽ coi như là mình kết hợp với họ là coi như là thôi được, tôi bỏ tiền tôi chuyển đổi và tôi xây, và khi được lãi thì tôi sẽ chia cái phần lãi cùng đấy, và ta không phải bỏ tiền để mua đất từ đầu. Còn hoặc là có những trường hợp mà coi như khi người ta làm sổ, người ta định là chuyển đổi đất từ đất trồng cây lâu năm, đất kẹt đấy, sen kẹt đấy, để sang những cái dạng đất để mà người ta có thể là gì, để có thể xây hoàn toàn là đất ở, thì bắt đầu chúng ta sẽ, nếu mà nhà đầu tư để biết được cái chuyện đấy, tại vì đầu tư là ở chỗ là chúng ta thành công ở chỗ là chúng ta phải mua được rẻ mà, thì rẻ ở chỗ là nó phức tạp một chút, nhưng mà chúng ta đặt tiền và khi người ta xong sổ cái là người ta sang tên chúng ta xong luôn, và trong thời gian đấy thì chúng ta đã thiết kế đầy đủ để mà chúng ta có thể, đây là cái cách thiết kế này. Đấy, đây một thửa đất. Đấy. Đấy, từ đầu ra đầu vào của cái tòa này là tôi chính tay tôi làm. Đấy, và tôi đã triển khai những cái như này. Đấy.
Đấy, thiết kế này phải đẹp đấy, dựng lên là phải 3D như thế này, thì đến lúc bán là bán phải đắt như tôm tươi đấy. Đây còn làm hẳn ra là cái như thế này đấy. Đấy, làm hẳn catalog đấy, cái thửa đất như thế nào, chỉnh sổ như thế nào là tôi tay tôi đi tôi xử lý cho người ta hết đấy. Đấy, từ giấy phép xây dựng các thứ nào phải rõ ràng này. Đấy, bao giờ cũng phải đối với nhà dân là phải có giấy phép xây dựng. Đấy. Để chúng ta hình dung ra các cái loại về bất động sản để chúng ta ra ngoài chúng ta nhìn cái loại nào cái là chúng ta biết ngay, hoặc là ai đấy đăng trên web chúng ta đọc chúng ta biết, và chúng ta thấm dần thì chúng ta sẽ ấy, chúng ta sẽ hiểu biết về cái lĩnh vực này. Đây, nhà hoàn thiện đấy. Rồi thửa đây, tách thửa nó thế nào đây đấy. Đầu tiên nó không được vuông này đâu mọi người ạ, nhưng mà cái tách dần là nó thành vuông hết, có cách để xử lý hết, chỉ có cái chúng ta cứ làm quen là chúng ta biết hết thôi mà, chứ nó không phải là cái gì kinh khủng đâu. Kinh khủng chỉ khi là chúng ta không hình dung về nó thôi. Mua đất xây chung cư mini rồi bán. Đấy, đây cũng là một dạng. Đây là một dạng. Đây, cái thửa này tôi cũng tự tay tôi làm hết tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Đấy. Và sau đó thì nó sẽ được chia. Lẽ ra đầu tiên thì sẽ không định là chia làm chung cư mini đâu. Mà định là chỉ là tách thửa để làm. Đây, nó sẽ tách ra với cái diện tích khoảng 500 mét vuông, tách ra làm nhiều thửa. Đấy. Mà rất là may là cái căn này nó lại được căn góc cho nên làm kiểu gì cũng được. Đấy, rồi là di chuyển đường dây rồi làm rất nhiều thứ. Đây, sau đó thì nó sẽ được ngăn ra thành chung cư mini như thế này. Đấy, nó xây khoảng gần chục tầng. Đấy. Và mỗi một tầng thì là nó sẽ có mấy căn như thế này. Đấy. Đây là các cái dạng. Và những cái căn như cái thửa đất như thế này cực hiếm luôn. Tại vì nó coi như là bốn mặt tiền luôn. Đấy. Cực hiếm luôn. Và để mà mua được những miếng đất này phải tranh đấu rất là nhiều. Và rất là may mắn là miếng đất này lại mua giá hợp lý được, là ở chỗ chính gia đình người ta tranh cãi nội bộ với nhau, cho nên là ở giữa lại mua được ngon. Đấy, còn nếu không thì rất là khó để mua những cái thửa đất như thế này. Đấy, bởi thường là người ta đòi giá rất là cao, chứ người ta không đòi giá thấp đâu. Gia đình tranh cãi, nợ nần, tranh chấp đủ thứ trên đời luôn, 10 năm không bán được. 10 năm không ai mua bán được cái thửa này, nhưng mà tôi vẫn làm được. Rồi một dạng nữa là gì? Xây biệt thự cho Tây thuê. Thường cái mô hình này là ở trên Tây Hồ rất là nhiều. Đấy, cho người nước ngoài thuê ấy. Và người ta có thể thuê 5-6.000 đô đối với một thửa như thế này. Một thửa đất như thế này. Đấy. Xây trên một căn nhà. Có thể còn 8.000 đô. Nhưng ở giai đoạn trước thôi, giai đoạn này khó khăn hơn rất nhiều rồi. Đấy. Bây giờ thì người nước ngoài sang đây là nó sẽ khó khăn. Cái dạng nữa là phân khúc xây đắt tiền nhưng lại trong hẻm nhỏ. Nhưng mà để xung quanh lại có nhiều những cái nghĩa trang cổ rất là khó bán. Thì những cái dạng này đã cũng làm cái để mà chúng ta nhớ là đối với ở một số nơi mà người ta cho Tây thuê thì người ta có thể xây như thế này được. Tại vì Tây thì nó lại không thích đi ô tô. Nhưng khi mà người ta lại muốn bán cho dân lại rất khó bán. Tại vì làm sao đường không có ô tô mà xây hoành tráng xịn như thế này là người ta lại không lại người ta không thích, ô tô phải vào nhà thì người ta mới thích. Đấy, thế thành ra là cái kiểu này là đây là một cái mà rút kinh nghiệm là tiền đã cao thì phải xây chất lượng cao. Và đường là bắt buộc phải ô tô vào. Đấy. Xây chung cư mini cho người nước ngoài thuê. Đây là cũng ra một loại hình. Đấy, tôi chia sẻ các cái loại hình để cho mọi người hình dung.
sau này mọi người đi đâu không còn ngỡ ngàng. Đấy, đây, người ta có thể cho thuê ở Hà Nội ấy, nó thường tập trung ở những cái khu như Tây Hồ, Văn Cao, Ba Đình, đấy, hay là khu Kim Mã, thường là cũng khu mà có rất nhiều người nước ngoài người ta muốn thuê, và thường là 500-600 đô cho một căn này. Đấy. Diện tích khoảng tầm nó cũng tùy từng căn. Nhưng mà thông thường khoảng 40-50 mét là nhiều. Đấy, còn đâu những cái căn mà lớn hơn ấy thì nó sẽ cho thuê với giá rất là cao. Đấy, khoảng 800 đến 1.000, 1.200, có thể lên đến 1.500. Đấy. Đây là một loại hình mà rất phổ biến, mà lại cái đối tượng mà Tây thuê ấy, được cái là nó sạch sẽ. Đấy. Nhưng mà đối với đối tượng này thì lại phải biết chơi với môi giới thì họ mới dẫn khách được vào cho và mới phun được. Dạng nữa là dạng đất nền phân lô. Đấy. Mà đây là cái hình thức mà đầu tư đối với đất nền ấy, mà để đấy, đây là đầu tư tối ưu nhất để giữ tiền. Có nghĩa nếu mà chúng ta bỏ tiền chúng ta xây nhà lên thì nhiều khi cái nhà đấy thì theo thời gian nó sẽ bị cũ nát đi, và chúng ta cũng không được sinh lời ở trên cái nhà cũ đâu, mà nó chỉ có mất giá đi thôi. Nhưng đối với những cái thửa đất mà theo kiểu mà gọi là phân lô như thế này thì là chúng ta có thể mua và giữ tiền cho chúng ta lâu dài, có giá trị. Và chúng ta phải lựa chọn những cái khu mà ít những cái thửa đất như thế này. Đấy, chứ nếu mà khu nào có quá nhiều chúng ta không nên đầu tư. Những cái dự án mà quá nhiều căn chúng ta cũng không nên đầu tư, kể cả dự án từ chung cư đến tất cả các dạng dự án nào đấy, cứ ở đâu đấy mà càng hoành tráng càng to là chúng ta phải cẩn thận. Đấy, chúng ta chỉ nên đầu tư đối với những bất động sản là bất động sản nó là gì, nó mang tính duy nhất, và nó cao hay thấp, tăng giá được hay không là nó liên quan đến độ hiếm của nó nha mọi người nhé. Độ hiếm so với cái mức độ nhu cầu của người ta. Ví dụ nhu cầu ở đấy lúc nào cũng luôn luôn nhiều người có nhu cầu đối với nó, cái loại bất động sản này, mà trong khi đấy cái số lượng bất động sản này nó ít thì lúc đấy cái mức độ tăng giá nó mới cao. Đấy. Cho nên rất nhiều người tại sao mà đi đầu tư bất động sản mà cứ bảo làm sao tôi không có duyên, là vì không hẳn đâu. Mọi người cứ đi vào lĩnh vực bất động sản mọi người sẽ thấy là nó rất là rộng lớn, nhiều thứ hiểu biết, mà chẳng qua chúng ta chưa có duyên là vì chúng ta đụng đâu cũng chết, là vì chúng ta thiếu hiểu biết thôi, chứ không phải là còn đâu người nào có ăn được, chẳng qua là ăn may chứ chưa chắc đã lại là tài giỏi. Đấy, trừ những anh chị em nào mà bỏ ra rất nhiều chục năm để chúng ta chiến trong cái ngành nghề lĩnh vực này thì chúng ta cái đấy thì không phải bàn rồi, đương nhiên người ta trở thành người tài ba, trở thành chuyên gia rồi. Đấy, đây. Đấy, những cái thửa đất như thế này. Đấy, như này là nhiều đấy nhé mọi người nhé. Những cái khu như thế này mà chỉ lọt lại vài lô thôi, 2-3 lô thôi thì chúng ta mới nên đầu tư. Đấy, chứ đầu tư ở những chỗ này là nó vẫn còn nhiều, người ta còn nhiều lựa chọn thì người ta rất là khó để mà người ta khi chúng ta muốn bán. Đương nhiên những dạng đầu tư này thường mọi người cứ xác định là sẽ đầu tư lâu dài, trung hạn, dài hạn, chứ không phải là đầu tư theo kiểu như là lướt được nhé. Đấy, trung hạn là phải từ 1 cho đến 2 năm. Còn ngắn hạn thì chúng ta có thể lướt sóng, nhưng mà tùy theo từng loại. Đấy, chứ không phải loại nào cũng lướt sóng được đâu nhé. Đặc biệt những cái mà nó lại nó có nhiều, còn nhiều. Đấy, ví dụ đất đấu giá chưa chắc chúng ta đã lướt nhanh được. Hay là chung cư ấy. Chung cư ấy, chúng ta mà đi mua chung cư ấy, thì nhiều khi là chúng ta không thể lướt mà tăng giá nhanh được. Đấy, mà nó là thường là nó lại tăng giá theo từng tiến độ của dự án, từ chuyện là từ chuyện là xong móng này, đúng không, người ta mới bán này, xong xây thô này, xong đến giai đoạn hoàn thiện này, cất nóc này, đấy, mở bán này, ví dụ những cái giai đoạn đấy thì nó làm cho bất động sản nó tăng giá, chứ còn sau đó có thể sau vài năm là có thể nó lại giảm giá. Đây là cũng loại hình mà đất đấu giá đấy. Đấy, đây, những cái nơi này giá, những cái lúc mà những cái thửa đất như thế này là vẫn còn nhiều lựa chọn thì chúng ta phải xác định là chúng ta phải để 2-3 năm là ít. Đấy, và nhưng mà những cái khu này nó có một cái dở là như thế này, là có khu thì người ta không bắt xây nhà. Đấy, còn ở cái khu này thì người ta lại bắt xây nhà. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta mua xong chúng ta lại xây thì đây cũng là cái nhược điểm của cái đất ở đây. Đấy,
Đấy. Quy hoạch nó phân ra rất nhiều lô như thế này, và nhiều như thế này thì đương nhiên chúng ta mua thì rất khó lâu để chờ nó tăng được giá. Đấy, mỗi lô khoảng 60 mét. Đấy. Chưa kể khi mọi người mua, nhớ đối với những đất ấy, thì phải xem là nó được xây dựng bao nhiêu tầng. Nếu cái đất đấy mà được xây dựng càng nhiều tầng thì có nghĩa là sao? Cái khả năng sinh lời sau này nó càng cao nhé. Có những cái khu vực mà đất chỉ được xây khoảng 3 tầng, 4 tầng theo quy hoạch của người ta thôi. Đấy. Thì những cái đấy này lại bị mất giá hơn rất nhiều so với đất mà có thể là xây được nhiều tầng. Cho nên cái giấy phép xây dựng tại sao rất là quan trọng đối với cái việc mà mua bán đầu tư bất động sản. Mọi người có nghe tốt không đấy? À, mua gom, bất động sản mua gom. Đây là một cách thức mà của cái dân chuyên nghiệp người ta thường làm, và đặc biệt là đối với người đầu tư bất động sản mà mặt tiền, mặt đường nhé, là người ta sẽ mua những cái lô mặt tiền nhỏ, hai lô mặt tiền nhỏ ghép vào nó thành ra một lô mặt tiền lớn, bề ngang lớn ấy, ở miền Nam gọi là bề ngang đấy. Đấy thì mặt tiền ở miền Bắc thì gọi là mặt tiền. Thì mặt tiền lớn thì ngoài cái chuyện lãi ở cái chỗ mà cái khi mặt tiền nhỏ thì người ta mua giá rất là rẻ. Ví dụ đối với đất mặt đường đôi khi chúng ta mua chỉ khoảng 250 thôi, nhưng mà hai lô khi ghép vào thì người ta có thể bán được đến bao nhiêu? Là có nghĩa là ví dụ mỗi lô là mặt tiền khoảng tầm 3,5 mét, chiều sâu để lên đến 15 mét, thì giá rất rẻ, nhưng mà khi ghép hai lô vào người ta có thể bán đến 350, có khi đôi khi là 450 mét vuông. Thế đây là cách thức. Còn chưa kể cái chuyện người ta mua gom bằng cách là người ta sẽ mua thêm những cái lô phía đằng sau, những cái miếng mặt đường này, và người ta ghép vào. Trong trường hợp này là ghép 4 mảnh và 1, và ngay sau khi ghép xong thì toàn bộ cái thửa đất này, mọi người biết như thế nào không? Tôi mua với họ mà khi đó là chỉ bỏ ra có trên 50 tỷ, nhưng đến khi ngay sau khi mà ghép xong cái sổ, mọi người biết người ta sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu không? 85 tỷ mà chưa thèm bán. Đấy. Nói thế để đây là một cái hình thức mà gọi là mua gom, mà ở trên phố cổ rất là hay có cái chuyện này, đặc biệt ở trên phố những cái khu đắt giá thì người ta mua cái lô đằng trước là đắt tiền. Đôi khi người ta mua là chỉ là 250, nhưng phía đằng sau nhiều khi người ta mua chỉ có rơi vào khoảng 80 triệu mét vuông thôi. Cộng chung vào thì tự nhiên nó từ 250 nó xuống sụp một cái xuống là coi như còn 180 toàn bộ cái lô đất đấy. Mà cái lô đất đấy là rơi khoảng tầm 200 mét vuông thì mọi người sẽ tính là sẽ kiếm được rất nhiều lời. Đấy. Và cái cách thức của cái kiếm tiền của cái người đầu tư, người ta có rất nhiều cách thức để người ta kiếm tiền. Đây là tôi đang nói một số cái mô hình cách thức để mà có thể là kiếm được tiền từ đầu tư bất động sản. Và ở ngoài kia người ta đầu tư bất động sản dưới những cái dạng như thế này. Đấy, và tôi đã trải qua những cái này quá nhiều những cái phi vụ rồi. Thế cho nên tôi hiểu rất là rõ những cái này. Bởi tôi không chỉ là người đi vào đi thuyết phục người ta bán. Tại vì nhiều khi mọi người hình dung là bốn lô đấy thì làm sao có phải là liền một lúc người ta bán liền lúc đâu. Đúng không? Thế thì có nghĩa phải làm sao đấy để cho người ta bán. Xong đã thế này phải thuyết phục người ta bán được giá hợp lý. Đấy đúng không? Và sau đó làm sao? Sau đó chúng ta phải xử lý pháp lý thế nào? Thì lúc đấy phải rất siêu về pháp lý mới xử lý được. Đấy. Và sau khi mà xử lý xong thì lại là cách thế nào để bán, lại là một cái vấn đề khác. Thật khéo thì mới bán được giá cao. Đây là một cái loại hình về tòa nhà hỗn hợp nhé. Tòa nhà hỗn hợp, nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại. Mà mọi người chúng ta hay thấy như Vin hay xây ấy. Đấy, nó là những cái dạng như thế này này. Đấy. Thì bên trong đó nó có cái gì? Đây, để chờ mình. Ok. Ok. Đây, thì bên dưới nó là trung tâm thương mại mọi người ạ. Nó còn có cả tầng hầm nữa cơ. Tầng hầm, tầng gửi xe và tầng hầm thương mại nữa cơ. Sau đó là đây là những cái văn phòng cho thuê. Đấy, tiếp theo trên nữa là những cái các cái văn phòng cho thuê dạng khác. Ở đây nó vẫn
vừa là văn phòng cho thuê nhưng ở tầm này nó lại cho thuê về về những cái giải trí nhiều hơn, còn bên trên kia là văn phòng làm việc đấy, còn trên cao nữa từ cái tầng này trở lên này là nó lại, và ở bên bên à đây, ở cái tòa bên cạnh đằng sau này là nó lại cho thuê dạng như là nó bán, nhưng mà bán cho thuê có thể tối đa là 50 năm đấy, không được ở, không phải là sổ lâu dài. Và một phần ở trong đó thì lại là có sổ lâu dài và họ lại bán theo kiểu căn hộ chung cư bình thường đấy, thì một cái tòa chung cư là thường thường có những cái dạng như thế này đấy. Đây mà tôi phải có những cái bản thiết kế rất là chi tiết. Đây, những cái mặt bằng từng tầng một. Đấy. Người ta đang thiết kế sẵn rồi. Okay. Và để chúng ta biết cái loại hình này thôi, cho nên chúng ta sẽ thấy ở các cái dự án ấy là sẽ có hay có cái loại này. Và chúng ta ở đây chỉ là giới thiệu cho nhau để chúng ta hiểu về các cái loại hình này. Đấy. Để chúng ta biết là chúng ta sau này không bỡ ngỡ, chúng ta đi đâu làm việc, chúng ta vì chúng ta cũng thuyết phục nhà đầu tư đúng không? Đấy, đây này, những cái văn phòng này, những cái mặt bằng đây. Thì làm sao thì họ nói chuyện với chúng ta hay chúng ta nói chuyện với họ, họ hỏi chúng ta thì chúng ta còn biết để trao đổi. Đây những cái tầng thương mại đây. Biệt thự đơn lập. Ok, đây là chúng ta, đây là một căn biệt thự ở trong miền Nam à. Đây. Nó đứng độc lập một mình này, còn đâu biệt thự song lập nó thường hai căn liền nhau. Đấy, đơn lập này, còn song lập là hai cái căn biệt thự cạnh nhau. Mình quên mà mình không mở ra cho mọi người. Đấy, trong miền Nam đấy, quận 7 đấy. Đấy, đến từng căn mình sẽ rà soát theo cách như thế này và mình ghi lưu lại, cho nên dữ liệu của mình luôn backup liên tục, cho nên không bao giờ mất đi đâu. Đấy. Đây, căn hộ chung cư. Căn hộ chung cư thì mọi người đều biết rồi đúng không? Căn hộ chung cư. Này, đây là một căn hộ chung cư, đây là một căn hộ mẫu. Đấy, khi mà người ta xây dựng cái tòa nhà chung cư lên đấy, cái chủ đầu tư nhiều khi người ta chưa xây xong tòa nhà đâu, nhưng người ta lại phải làm một cái căn hộ mẫu để người ta chào mời cho các khách hàng, để người ta có thể mua từ lúc mà bắt đầu mới đang ở giai đoạn ban đầu. Đấy. Kiểu như thế này. Đấy. Và người ta làm cái bảng giá để chào bán. Đấy. Đấy, những cái quy định về các cái đợt bán như thế này. Đấy, đặt cọc này, đăng ký này, đặt cọc. Đấy, xong người ta chia ra nhiều đợt. Đấy. Và sau này ấy, đến một giai đoạn nào đấy Mayland sẽ giúp cho người ta như thế này. Có nghĩa là người ta sẽ không phải đi xây dựng cái căn nhà mẫu thế này nữa, mà người ta sẽ trải nghiệm bằng 3D trên hệ thống của mình. Thì sau này chúng ta sẽ làm được nhé. Trong cái đấy đã nằm trong kế hoạch của chúng ta rồi. Đấy, chứ nhà, nhiều khi ý, xây cả một căn nhà mẫu như này xong đến hết khi hết dự án ý, họ phải đập đi mọi người ạ. Mà đập thì tốn kém không biết bao nhiêu luôn. Đấy. Đây, dự án này hồi mình làm ở Khải Hoàn Len. Đây, căn shop house. Như thế nào là căn shop house? Đấy, đây, shop house đây mọi người này. Nó là tầng dưới của cái tòa nhà đây, nhằm mục đích là để kinh doanh đấy.
hôm trước chúng ta cũng nói về cái này một chút đấy. Đấy, 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 nó chỉ là tầng trệt này thôi này. Đấy, tầng trệt này thôi. Anh chị em nào trong miền Nam nhìn đoạn này có quen không? Đấy, nó chỉ là kinh doanh buôn bán, nhiều khi sổ của nó cũng là sổ 50 năm thôi. Đây là một cách lách để người ta bán đấy. Đấy. Đây nữa. Đấy. Covid này thì chắc bên trong đấy là khó rồi. Để người ta bán riêng. Ok. Tòa nhà căn hộ dịch vụ khách sạn nhé. Có nghĩa là tòa nhà cái như chung cư, nhưng mà nó tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn của khách sạn. Đấy, có nghĩa là sẽ vào được phục vụ từ A đến Z như khách sạn, tương nhiên phải trả những cái dịch vụ rồi. Đấy. Và nếu mà mình không có nhu cầu mình ở, mình cho thuê lại thì sẽ có những người người ta thuê và thường là những người doanh nhân hoặc là đối tượng mà người nước ngoài người ta lên đây thuê. Và những cái tòa này đôi khi người ta còn không cho cái người Trung Quốc thuê cơ. Đấy, người ta sợ người Trung Quốc phá. Đấy, cho nên người ta mà cho thuê thì cũng lại từ khoảng 500-600 đối với căn 45 m², còn không thì phải 800 đến 1200 m², 1200 đô đối với căn trên 100 m², và khoảng 1200 đô trở lên đến 1600 đối với những cái căn lớn hơn. Đấy. Đấy. Và bên trong đấy thì người ta cung cấp đầy đủ hết, gần như từ A đến Z tất cả mọi cái, và dịch vụ phòng y như khách sạn và không phải làm gì hết. Chúng ta chỉ việc ở thôi. Đây là một loại. Nhưng mà lại như thế này, đối với những cái tòa như thế này nó lại rất hiếm. Và ở trong những cái tòa này chất lượng dịch vụ cao, cho nên ấy, và dân ở cũng cao cấp, cho nên cái căn mà mua ở những cái tòa như thế này ấy, nó có độ hiếm, và thường vị trí của nó là thường vị trí cao cấp. Mọi người lưu ý là chung cư chỉ tăng giá khi nó càng ở trung tâm nhiều. Đấy, ở sâu trong trung tâm thì cái mức độ tăng giá nó cao hơn, bởi nó tăng là theo cái giá của bất động sản ở trong nội thành bao giờ cũng cao hơn bên ngoại thành. Và những cái căn này nó càng hiếm thì người ta sẽ cái mức độ tăng giá nó càng cao. Và có những giai đoạn mà một cái căn như thế này, một căn chỉ 120 m² thôi, có thể lên đến hàng chục tỷ mọi người ạ. Hàng chục tỷ một căn. Đấy. Trong khi chung cư bên ngoài gần như không tăng giá, nhưng những cái căn như thế này nó vẫn luôn tăng giá, và người ta vẫn cứ là mua bán bình thường. Hay là những căn như gọi là căn penthouse, là căn trên cùng. Đấy, căn trên cùng của cái tòa nhà. Đấy, căn trên cùng thường là cái tầng trên cùng của tòa nhà. Và nó còn có căn đấy, thường những cái căn này rất đắt tiền, đôi khi nó lên đến 20-30 tỷ một căn. Đấy. 20-30 tỷ một căn thì mọi người thấy nó đắt như thế nào. Đấy, mà căn là 260 m². Đấy. View hồ rất là đẹp, cho thuê cũng phải là 3.700 này. Đây. Đấy, 3.700 này. À đâu? À 3.700 m² chứ, quên. Đấy, giá cho thuê là 3.500. Đấy. Mọi người thấy là tòa nhà này 28 tầng, mỗi tầng 14 căn, 6 thang máy. Đấy, ngay cái thang máy nó cũng khẳng định cái mức độ cao cấp của cái tòa nhà, và cái số lượng tầng hầm cũng là thể hiện cái đấy nhé. Rồi có sân vườn không, có bể bơi không, có phòng tập thể thao không. Đấy, dịch vụ như thế nào thì đều là những cái yếu tố để mà đánh giá cho cái mức độ cao cấp của cái căn nhà đấy. Và những căn này thì thường không mất giá. Đấy. Đương nhiên nội thất nó cũng rất là đắt tiền. Và có căn gọi là duplex, có căn nó lại thông từ tầng dưới lên tầng trên, chứ nó không hẳn là penthouse. Đấy, hoặc là nó thông ngang. Đấy. Đây là những cái dạng tòa nhà nó lại như thế này. Là người ta mua, người ta đầu tư, nhưng dưới cái dạng là như thế này, người ta sẽ dùng những cái tầng trên cùng người ta ở. Ví dụ người ta xây 6 tầng hay 7 tầng hay 8 tầng, còn lại thì bên dưới là người ta sẽ cho thuê.
đấy, lấy ví dụ căn này là căn 9 tầng chẳng hạn, đấy, đấy, 39 tỷ có nghĩa là như thế này, có những dạng đầu tư là như thế này nha, người ta mua một thửa đất, người ta kết hợp hay là vay vốn ngân hàng, người ta xây lên, người ta sử dụng dòng tiền cho thuê từ những cái căn hộ như thế này, người ta ở tầng trên cùng, đây mọi người nhìn thấy tầng trên cùng đây này, đấy, người ta ở hai tầng trên cùng rất là đẹp luôn, nó như là penthouse luôn, và ở nó tạo ra một cái dòng tiền lớn cho người ta để người ta trả được ngân hàng. Nhưng theo cái quy luật ấy, khoảng 3 đến 5 năm giá đất nó lại tăng. Nó tăng ít nhất gấp 1.5 đến 2 lần. Và trong hàng chục năm có khi nó tăng rất nhiều, đặc biệt ở vùng ven bên ngoài nhé, vùng ven, đất vùng ven tăng còn nhiều hơn nữa. Đấy, 3 đến 5 lần. Đấy, và chính vì thế mà người ta sẽ tạo ra dòng tiền này thì người ta sẽ cho thuê, à khi người ta bán ấy sẽ được giá cao hơn rất nhiều. Đấy. Người ta xây có cả tầng hầm. Đây, có cả tầng hầm như này mọi người nhìn này. Đấy. Tầng hầm để xe. Đấy đấy, xây tầng trên cùng đấy, rất đẹp, thường là thế. Thường người chủ người ta ở trên đấy. Và đương nhiên ở những cái tòa án này thì người ta thường xây ở cái chỗ đường phải ô tô vào, hoặc là ở những khu nó sạch sẽ cao cấp. Tại vì dân văn phòng sẽ là những người thuê ở những cái chỗ này. Đấy, tùy theo khu vực nhé, có khu vực thì là người đi làm thuê, đấy, có khu vực thì là người nước ngoài thuê, nó tùy theo từng khu vực, có nơi thì người nước ngoài, nhưng người nước ngoài lại là người nước ngoài là người Hàn, có khu thì lại là những người ở cái quốc gia khác, có khu thì lại là người châu Âu, ví dụ ấy chẳng hạn. Mua nhà cũ, có đất phân lô xây bán. Nó nhiều loại hình lắm mọi người ạ. Đây này, đây là những cái loại mà người ta sau khi mua xong thì người ta sẽ phân lô ra. Đấy, người ta sẽ phân lô ra như thế này. Đấy, và mình thường, bọn mình làm là phải thường là phải tách hết ra như thế này trong, đấy. Phải tính được trên từng cái lô này. Còn lãi bao nhiêu cơ. Đấy, lãi bao nhiêu là phải tính toán ra hết ngay lập tức, chỉ trong vòng mấy phút thôi. Là phải tính toán ngay. Đấy, cái gì tách được sổ rồi giá thiết như thế nào là phải rõ ràng. Tính được ra lợi nhuận ngay bao nhiêu tỷ trên một căn này. Ví dụ ấy, đầu tư hết bao nhiêu, ra được bao nhiêu tỷ. Đấy, phải tính được ngay chứ. Đấy, cho nên mình mới nói cái nghề là nghề kỹ năng. Cho nên không ai tài giỏi được mà cũng cái kỹ năng đấy. Nhưng ở khu vực này nó lại khác, vào miền Nam lại khác. Đấy. Mà từng loại phân khúc khác nhau, nó khác nhau. Thế cho nên không thể tính được hết đâu. Có nghĩa là ở đâu quen đấy. Cho nên cái sự đầu tư mà gian trải ở nhiều nơi là rất là rủi ro. Đấy, đối với một thửa đất là có thể là phải cắt được ra, nhìn cái là ra tiền ngay là ở chỗ này. Có nghĩa là nhiều khi nhìn cái ra tiền ngay, nó ở là cái kiến thức của mình hiểu biết về bất động sản. Chứ nếu mà mình không hiểu biết về những cái thứ này thì mình không thể đầu tư được. Mình nhìn, cho nên nhiều nhà đầu tư tại sao người ta kiếm tiền cực dễ luôn trong ngành bất động sản này. Đấy, nhưng đương nhiên để mà có được những cái kinh nghiệm đấy, người ta phải trả giá rất là nhiều. Đấy, mà đến khi mà người ta mất hàng chục năm người ta làm nghề mà người ta còn phải trả giá, người ta còn phải học những cái bài học lớn. Đấy, thì mọi người biết là nó khó thế nào. Đấy. Chứ không ai có thể tài giỏi nói toàn bộ là tài giỏi được đâu. Đấy, hợp tác chuyển đổi đất trồng cây lâu năm rồi cùng bán. Đấy, có nghĩa là có cái đất mà dạng như là đất trồng cây lâu năm, nhưng mà chủ nhà không có tiền để người ta chuyển đổi, thì mình sẽ phải nào giúp người ta chuyển đổi cái việc đấy, tại người ta không có mối quan hệ, người ta không có tiền. Mà chuyển đổi xong nó sẽ ra một cục tiền to. Tại vì khi bán nó được giá hơn rất nhiều. Và phải làm những cái thủ tục pháp lý để có thể chuyển đổi được cho nó. Đấy. Mà đất của nó có thể là đất đấy. Nó đất dạng đất ao, đất vườn như thế này này. Mọi người nhìn này. Đấy. Đấy. Phải tính được cả cái chuyện là cái hệ số để sau này là sao. Lấp như thế nào, chi phí bao nhiêu là phải mình phải tính được. Đấy. Đấy, đất trồng cây lâu năm. Đấy, và phải chuyển nó thành đất ở. Và nhân bội cũng là ở cái chỗ này đấy. Tại vì khi là còn ở đất này mua rất rẻ. Còn khi chuyển lên như thế thì lại kiếm rất nhiều tiền.
mình không đi vào chi tiết là từng con số mọi người nhé, tại vì nếu mà như thế thì mình sẽ không thể có đủ thời gian được. Để rất nhiều dạng, đây là mình nói chia sẻ qua để mọi người biết là ở trong ngành bất động sản có rất nhiều cơ hội, nhiều cách để kiếm tiền. Còn đâu cái cách như thế nào nó phụ thuộc vào cái tầm hiểu biết của mình, cái cách thức mình, cái vốn mình có, cách thức mình huy động vốn thế nào. Tại vì trong ngành bất động sản cũng là đầu tư, mà đầu tư thì cái chuyện huy động vốn là rất là bình thường đấy. Và tư duy của mình phù hợp đối với cái mảng bất động sản nào đấy. Cũng phải nói là chia sẻ với mọi người là đối với bất động sản này nó rộng, mà để mà chia sẻ lại mọi người này là rất là khó. Bởi làm sao? Bởi lâu lắm mình không dùng những cái ngôn từ này đối với cái lĩnh vực này, mà hầu hết thì làm công nghệ thì hầu hết lại là chỉ là những cái tính năng đối với sản phẩm công nghệ, chứ lại không đi sâu vào cái việc sử dụng các ngôn từ, cách thức hay những cái tư duy về đầu tư bất động sản. Tại vì tư duy làm công nghệ, làm sản phẩm nó khác với cái tư duy này. Thế thành ra là đôi khi có cái mà khi chia sẻ mọi người cũng phải thông cảm là rất là khó, chứ không phải là dễ đâu. Đây, đây là một cái dạng là gọi là gì? Là hợp tác đầu tư. Cái ông chủ ông có đất thì ông không có tiền và ông không biết kinh doanh của cái mảng này, của cho Tây thuê ở trên Tây Hồ, thì sẽ có cái đơn vị, những cái tổ chức hoặc cá nhân, người ta sẽ bảo là tôi sẽ bỏ tiền ra cho ông. À, với cái dự án này thì tôi sẽ tính là tôi sẽ phải bỏ ra một lượng tiền như thế này và phải tầm 10 năm tôi mới thu hồi được vốn. Có nghĩa là ông phải tối thiểu ông phải ký cho tôi hợp đồng là 10 năm đến 20 năm. Gần như là hợp đồng này không phải mua bán mà là hợp đồng gần như là tôi toàn quyền tôi khai thác trên thửa đất này của ông. Đấy. Mà ông ấy được lợi cái gì? Ông ấy được lợi cái tòa nhà này. Có nghĩa là sau 15 năm hay 20 năm khi tôi rút đi thì ông được cái tòa nhà này. Đấy. Đấy là cách thức. Hoặc là người ta sẽ thỏa thuận bằng cách là coi như là gì? Tôi vẫn hàng tháng tôi vẫn trả cho ông một lượng tiền nào đấy nữa. Đấy. Đấy là cách thức. Hoặc là người ta hợp tác thì đối với cái tòa nhà này thì đây, đối với tòa nhà này. Đấy, tòa nhà này, đấy, đấy, nó cho người nước ngoài thuê. Lúc này là nó rơi vào được khoảng 7-8 năm rồi, 7-8 năm cho thuê rồi, đấy. Và trên hợp đồng như thế thôi, nhưng rơi vào đoạn này họ đã bắt đầu thu hồi được vốn rồi, họ đã bắt đầu thu hồi được vốn vào năm thứ 5 thứ 6 rồi đấy. Và cái tòa này nó cũng tạo ra dòng tiền đấy, 300 m² này, 6 tầng, 60 tỷ đấy. Khi chủ nhà bán lại, nếu mà chủ nhà trong giai đoạn đấy người ta bán đây này, tiền cho thuê này với giá 18.000 đô trên năm này. Đấy, 14 căn hộ này. Đấy, mà khi người ta bán thì cái chủ người ta cần tiền người ta bán ấy, thì người ta lại phải đền bù cho cái phá vỡ hợp đồng đối với cái người thuê này. Và đương nhiên người ta sẵn sàng trả, tại vì làm sao người ta bán thì với cái giá trị cao người ta cũng sẵn sàng trả tiền đó. Mọi người có hỏi cái gì không? Tại vì cái này nó... cũng phải nói là nó cũng khá nặng đấy, tại vì nó khá dài rộng mà hay là Uyên chia sẻ một câu đi, tại vì em cũng nghe về bất động sản thì em thấy đấy, nó em nghe thì thấy là có đúng là những cái anh nói về cái chuyện người ta nói trên lý thuyết ấy, nó sẽ rất cưỡi ngựa xem hoa, và khi vào chi tiết này em sẽ thấy là nếu mà anh chỉ liệt kê gọi là sơ sơ này, em nhìn bên dưới mà xem, nó sẽ rơi vào khoảng 11 trang, mà đây là mình đang ở trang thứ 2. Thì có nghĩa là em biết là các cái loại hình đầu tư nó sẽ dài rộng thế nào, và cái hiểu biết của mình nó đòi hỏi rất là nhiều như thế nào. Dạ vâng ạ. Quả thật thì là những cái kiến thức mà học về bất động sản thì nó sẽ rất là rộng. Và ở đây thì em thấy rằng là các cái buổi học hôm trước thì nó mang tính lý thuyết rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì nghe anh chia sẻ thì nó gần như là thực tế, tức là nó là thực chiến từ kinh nghiệm mà anh đúc rút ra. Thì ở đây thì mình có thể thấy rằng là thứ nhất là đầu tư bất động sản là một cái loại hình đầu tư là khá là an toàn và chắc chắn cho mọi người để mọi người có thể lựa chọn, đúng không ạ? Ngoài ra thì anh cũng chia sẻ có rất là nhiều cách thức để mình có thể là kiếm tiền từ thị trường bất động sản này, có thể đơn thuần là cho thuê này, thuê từ người này xong rồi mình thuê lại này, hoặc là mình bán này, bán thì có rất là nhiều hình thức để mình lựa chọn, mình mua và mình bán lại. Đó là một trong những cái cách nó khá là
dễ vào ở đây thì cũng ngay kể cả trong những cái loại hình bất động sản cũng chia ra rất là nhiều rồi đấy ạ. Thì không biết là anh chị nghe trong Zoom hôm nay ạ, mình có cần câu hỏi gì không ạ? Bởi vì là đây là một cái cơ hội vàng, em nghĩ đây là một cái cơ hội vàng để mình có thể thắc mắc những cái băn khoăn của mình về bất động sản chẳng hạn. Ở đây thì em thấy là có rất nhiều anh chị đã có những câu hỏi như là anh có những người thì đã có 1.000 m² đúng không ạ, đang muốn đầu tư chung cư mini này, hay là những người thì đã chia sẻ ở trên này rất là nhiều rồi đấy ạ. Thì không biết là xin phép cái Zoom ạ, chúng ta có thể giao lưu khoảng 10 phút để chúng ta có thể ngấm dần các cái thông tin chia sẻ ngày hôm nay đấy ạ. Thì mình sẽ chọn một anh chị ạ. Không, những cái dạng mà xây chung cư mini hay là dạng ấy thì tí nữa bên dưới nó cũng còn nữa, thì tí mọi người sẽ nghe thêm. Tại vì thực ra đấy, nó mọi người phải nghe nhiều cái cách thức như thế này thì từ đấy mọi người mới vận dụng được. Tại vì trong từng trường hợp thì lại phải những con số tính toán nó khác nhau. Có cái thì lãi chỉ có khoảng 5-10%, có cái lãi 15-20%, có cái lãi cao hơn tỷ lệ phần trăm, chứ không phải là cái nào cũng lãi như nhau. Tại vì nó tùy từng khu vực, có nơi để lãi có thể đến 25-30% đấy, và tùy theo lại đầu tư ngắn hay đầu tư dài đấy. Cho nên là này, thành ra là chúng ta cũng cứ nghe thêm về xem là các cái loại hình khác, để sau đó chúng ta tính là tôi có thửa đất thì tôi nên làm cái gì với nó đây, hay là tôi có dư một lượng tiền tôi định làm gì với nó đây, thì lúc đấy chúng ta sẽ hình dung rõ hơn trong cái chuyện là chúng ta lựa chọn cái hình thức nào để đem lợi nhất cho chúng ta. Ít nhất là ở đây là chúng ta phải hình dung là đừng hình dung mỗi cái là như này. Nếu mà chúng ta không hiểu về bất động sản, chúng ta sẽ hình dung mỗi cái là nhà, đất, sau đó thì chung cư hết. Nhưng thực ra nó không phải là thế, nó rất là dài rộng, nó rất nhiều kiểu loại đấy, và rất nhiều cái trò chơi để chúng ta có thể tham gia, hay là có một lượng tiền nào đấy chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể tham gia vào cái cuộc chơi bất động sản. Nhưng tất nhiên là để mà có kiến thức kinh nghiệm, chúng ta phải đôi khi chúng ta phải trả giá nhiều đấy, chứ không phải là không. Vâng ạ, anh ơi, em thấy có 2 câu hỏi, nhưng mà 2 câu hỏi này cũng chắc là cũng có thể là khá là hay. Đấy là mấy cách đầu tư thì cách đầu tư biên nào biên độ lợi nhuận là cao nhất, và một cái cũng hỏi về tỷ suất lợi nhuận cao. Tức là tóm lại là cộng đồng nhà mình thì rất là quan tâm đến vấn đề là lợi nhuận cao đấy ạ. Lợi nhuận thì hôm qua em học thì có những lợi nhuận cao thì cũng sẽ phải kèm những lợi nhuận cao ấy. Anh chị em hình dung là như thế này, tùy theo cái lượng vốn của chúng ta mà chúng ta mới tính được chúng ta sẽ cái phân khúc nào. Phân khúc mà từ 10 tỷ hay 20 tỷ hay 3 lượng vốn 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ hay có 200 tỷ hay là có 2 tỷ, 1 tỷ, 500 triệu nó đều khác nhau. Thì từ đấy chúng ta mới xác định được cái loại hình, chúng ta phải xác định được cái loại hình thì loại từ khu vực mà chúng ta mùa tư, và sau chúng ta phải tính tam ngắn hạn hay dài hạn ấy. Đấy, ngắn hạn thì là có lướt, dài hạn thì khoảng 1-2 năm, trung hạn dài nữa là phải tầm 2-3 đến 5 năm. Thì những cái đầu tư mà người ta có nhiều vốn và người ta đầu tư lâu dài thì thường là người ta đầu tư dạng đấy, để người ta ăn cái lãi là theo những cái chu kỳ, rồi là gì nữa, rồi tùy từng khu vực mà người ta mới lại đầu tư cho cái phân khúc nào. Rồi cái xu, mình phải đánh giá được cái xu thế của thị trường, cái định hướng. Ví dụ như là bây giờ người ta sẽ có rất nhiều người ta tính là thời gian tới thì cái bất động sản công nghiệp nó sẽ tăng là vì làm sao? Vì các nước sẽ khó khăn hơn và lại muốn sang Việt Nam để sản xuất, cho nên đất công nghiệp ở Việt Nam sẽ trở nên khan hiếm. Ví dụ ấy, các cái tập đoàn lớn trên thế giới nó sẽ sang Việt Nam để nó sản xuất đấy, từ Trung Quốc nó chảy sang Việt Nam để sản xuất. Thì từ đấy thì người ta sẽ quay ra, người ta sẽ đầu tư cái mảng đấy. Và nếu thế thì mình lại tính, giả sử mình ít vốn thì mình có nhiều vốn thì mình đầu tư bất động sản công nghiệp. Còn nếu mà nhiều ít vốn hơn thì mình bảo là mình sẽ đi mua mảnh đất ở gần khu công nghiệp, để mình xác định sau này mà khi mà có những cái dự án như thế thì mình sẽ đầu tư xây, ví dụ như là cho thuê đối với công nhân chẳng hạn. Tại mỗi một cái nhà máy ấy, đôi khi nó cần từ 5.000 đến 10.000 cho khi có khi đến 50.000 lao động để cho một cái nhà máy, ví dụ Samsung hay Browser hay là gì đó chẳng hạn. Đấy, họ cần rất nhiều người lao động, và người lao động đến đấy làm thì người ta cần nhà ở. Đấy, còn đâu cả cái khu công nghiệp thì mọi người biết này đấy. Ví dụ như Mê Linh chẳng hạn thì lớn khủng khiếp luôn.
đấy, hàng trăm nghìn lao động, cho nên là chúng ta cũng có thể cho người ta thuê, hoặc là chúng ta cũng có thể là mua những cái dạng đất, nếu mà ở vốn vừa phải chúng ta chuyển đổi rồi chúng ta xây những cái nhà có thể chỉ một tầng một lầu thôi đấy, có nghĩa là khoảng một tầng rưỡi ấy, với giá rẻ đấy. Ví dụ người ta có một giai đoạn đất ở những cái khu Mê Linh ấy, nó chỉ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu, khoảng 6 triệu đến 8 triệu mét vuông đấy. Sau đó khi mà chúng ta chuyển đổi xong và chúng ta cắt đất để lại cho địa phương, thì cuối cùng là chúng ta giá đất nó cũng chỉ lên khoảng tầm bao nhiêu, một cái mảnh đất đâu chỉ rơi vào khoảng là khoảng 150 triệu thì phải đấy, khoảng 150, sau đó bỏ khoảng tầm 100 đến 150 để chúng ta xây, thì chúng ta bán khoảng tầm 400 đến 450 trên một căn, thì chúng ta đã có khoảng 100 đến 150 lãi rồi, ví dụ như thế đấy. Và một thửa đất thì có thể chúng ta mua một thửa đất có thể từ mà chia được từ 4 cho đến 15 lô chẳng hạn, có thể đến 24 lô. Lúc nào tôi tiện tôi sẽ mở, tại vì tôi có nhiều cái cơ sở dữ liệu, thì những cái cơ sở dữ liệu đấy thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cho mọi người về cái kiểu làm như thế. Thì với một căn như thế bán, và trong khi đấy cán bộ công nhân viên ấy, người ta lại dễ dàng là người ta gì, người ta dễ mua, tại vì làm sao, người ta có lương ổn định ở các cái đơn vị chuyên nghiệp như thế, và cái hợp đồng người ta dài hạn, cho nên người ta lại dễ dàng vay tiền. Và lương người ta, nhất là đối với vị trí quản đốc, nó rơi vào khoảng tầm 800 cho đến 1.200 đô, có nghĩa là người ta dễ dàng, người ta có thể, mà lại còn mình kết hợp với đơn vị ngân hàng người ta đứng đằng sau, là người ta dễ dàng là người ta sẽ cho vay đối với những cái người đấy. Nói chung là để mình sẽ nói thêm những cái mô hình khác để mọi người hình dung thêm, chứ còn nếu mà hỏi thì tùy theo từng khu vực và từng nhiều cái yếu tố đó, không trả lời được ngay hết được đâu đấy. Trừ cái trường hợp mình như này, mình đang làm thường xuyên rồi cơ, ví dụ mình đang làm ở khu đấy, phân khúc đấy, loại hình đấy, hỏi cái là mình đọc ra vanh vách ngay từ cái chuyện là nó là ở đấy là bao nhiêu triệu mét vuông. Ví dụ mình có thể đọc được con số đơn vị là 7,1 triệu một mét vuông chẳng hạn, đối với cái loại đường như thế này, đối với mảnh đất mặt tiền như thế này, đối với cái chỗ mà có thể xây dựng được như thế này, bởi ở đấy là gì, cái chuyển đổi của nó dễ hay khó. Với nếu mà dễ thì cái mức như thế nào là mình chấp nhận được chẳng hạn đấy. Nó rất nhiều cái, cho nên nó là nghề kỹ năng là thế. Có nghĩa là những kiến thức của mình nếu cách đây 2 năm mà đem đi đầu tư rất ok, nhưng nếu mà 2 năm rồi bây giờ đầu tư là thành, có thể nói là con số 0 luôn đấy. Còn những cái mình đang chia sẻ với nhau như thế này, nó chỉ là mang tính lý thuyết thôi mọi người ạ. Đấy, hôm trước chúng ta còn đọc ở góc độ lý thuyết của lý thuyết, có nghĩa là rất là lý thuyết cơ bản. Còn đây là lý thuyết là ở trên chỗ là với những cái trải nghiệm của mình đã trải nghiệm đấy, với những cái tư liệu thật trong từng tình huống thì mình chia sẻ lại để mọi người hình dung. Nhưng tất cả những cái cách này đều có thể kiếm được tiền nhé, nhiều hay ít thì đều do mình hết. Và về cơ bản là cái nào mà lãi nhiều thì thường lại mức độ rủi ro đương nhiên nó sẽ cao hơn với những cái hình thức mà lãi ít an toàn hơn đấy. Dạ vâng ạ, em thấy kiến thức bất động sản thì đúng thật là rất là nhiều ạ. Cho vậy em mời anh tiếp tục chia sẻ thêm. Còn đúng là nếu những cái câu hỏi chung chung này thì rất là khó, và mời anh chị mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm để mình tự có kiến thức, mình tự có những cái nhận định tốt hơn ạ. Em mời anh ạ. Đây là một cái dạng nữa là như thế này. Người ta có căn nhà, đây cái căn nhà như căn nhà Sinh Hồng này, người ta cho thuê với cái hợp đồng là cái người mà thuê ấy, người ta sẽ thuê với một thời gian rất là dài, bởi cái người chủ ở bên nước ngoài người ta có thể ký hợp đồng hàng chục năm, và trong cái thời gian đấy thì người ta làm ăn không được. Thế thì có, nhưng người ta lại không muốn là người ta bây giờ mà giải tán cái cửa hàng này đi, người ta rất là người ta đầu tư hàng tỷ mà bây giờ người ta bán đi, người ta giải tán đi, người ta không thu được đồng nào. Thế thì người ta sẽ nhượng lại cái nhà hàng này cho một cái người phù hợp, và người này thì lại lời được lại ở cái chỗ cái hợp đồng này kéo dài hàng chục năm với một cái giá cố định. Bởi nếu mà hợp đồng thông thường ấy chỉ khoảng 2-3 năm là đã bị tăng giá rồi đấy. Và cái người mua lại cái nhà hàng này, thực ra người ta không dùng cái nhà hàng này mà người ta mua lại để người ta lấy mặt bằng, sau đó người ta thanh lý đi, người ta bỏ ra vài trăm thôi, người ta mua lại cái nhà hàng này. Và sau đó thì người ta lại cũng chỉ sử dụng một tầng trong cái chuyện người ta bán về trà sữa thôi đấy.
còn lại thì các tầng trên là coi như là người ta không dùng đến. Thế thành ra là nhưng mà là người ta lại cho thuê lại, và người ta như thế này, đối với một cái cửa hàng với tầng trệt như thế này, người ta sẽ phải thuê đến 50 triệu, trong khi cái tòa nhà này người ta chỉ phải thuê có bao nhiêu, có 40 triệu thôi. Và người ta cho thuê các tầng trên thì mỗi một tầng người ta sẽ cho thuê được khoảng 10-15 triệu. Thế có nghĩa là khoảng tầm 4-5 tầng trên là người ta sẽ thuê thu được cả một khoản tiền đã lớn rồi. Lại người ta lãi không cái tầng 1 để người ta bán trà sữa. Thế thành ra là người ta, đây là một cách thức mà để cho mọi người thấy là nếu mà mình cần một cái cửa hàng nào đấy thì mình cũng có thể đi tìm một cửa cái tòa nhà cao tầng như thế này, và mình có thể là cho thuê lại các tầng trên, và mình sẽ có cái tầng dưới để mình làm ăn. Hoặc không, kể cả chúng ta không dùng thì chúng ta vẫn có thể cho thuê đấy, nhưng phải tìm được những cái hợp đồng mà chủ nhà mà rất thoải mái trong cái chuyện có thể cho mình cho thuê lại đấy, phải làm được như thế. Thì đây nó cũng làm dạng hình thức. Nếu mà mình mà đầu tư cho dạng này có nghĩa là bỏ vốn cũng không nhiều, đúng không? Chỉ vài trăm triệu thôi, nhưng chúng ta có thể có cái dòng tiền có thể đôi chục, ba chục triệu, rất là ngon lành đấy. Nhưng không phải là dễ lúc nào cũng có những cái hợp đồng như thế này được, bởi chủ nhà người ta ở nước ngoài, người ta cũng không về. Thuê nhà nhiều tầng, chia nhỏ nhiều phòng rồi cho thuê lại, đây cũng là loại hình nhé. Cái này lại rẻ tiền hơn nữa đấy. Nó dạng như thế, nhưng mà đối với những cái mà đây cũng là mặt đường, nhưng mà ở những cái khu vực mà nó hẻo lánh hơn đấy, và cho thuê lại văn phòng để người ta có thể là người ta thu dòng tiền hoàn toàn đấy, cũng kiểu như thế đấy. Có cái căn nhà như thế này, người ta xác định là người ta cho thuê toàn bộ tòa nhà luôn. Và cái người thuê thì sẽ phải là cái người chuyên nghiệp, có nghĩa là người ta sẽ thuê với mức ví dụ như là chỉ khoảng 50 triệu một tháng, nhưng khi mà người ta phân bổ cho thuê lại thì người ta lại phải cho thuê làm sao lên đến 75 triệu hay là 80 triệu chẳng hạn, thì người ta kiếm được lời 20-30 triệu ở trong cái chuyện thuê cái này. Nhưng cũng rất rủi ro ở chỗ này, cái mức độ mà không phun, có nghĩa là cái số mà cái thuê ấy, nó không phun phòng thì người ta sẽ phải bị mất tiền, đôi khi còn bị lỗ. Chưa kể cái chuyện là làm gì, người ta lại phải thuê một người hay là hai người chuyên bảo vệ cho cái tòa nhà này, và người ta phải bỏ ra từ 6 đến 8 triệu để thuê một người để trông coi đấy, để thu tiền, để hỗ trợ đấy. Đây là một dạng là gọi là căn hộ kèm văn phòng theo kiểu này, có nghĩa là một cái mô hình như thế này, mà những cái mô hình này thì thường lại cho người nước ngoài hay thuê. Có nghĩa là người ta lại cần một cái chỗ để làm việc. Thế nhưng mà làm gì? Nhưng mà cái nó lại phải xây rất là xịn. Đấy, nó dạng như một cái dạng dịch vụ. Và khi người thuê ấy, là người ta lại vừa ở vừa làm văn phòng được. Có nghĩa là ngay bản thiết kế của nó là gần như là một cái sàn, và sau đó là có một nửa là ở và một nửa làm văn phòng luôn. Thì đây cũng là một cái mô hình mà ít người áp dụng ở Hà Nội, ít, không biết là trong miền Nam có nhiều không. Nhưng mà đây là một cái dạng mà có thể cho thuê được giá cao. Và cái người mà cho thuê như thế này cũng kiếm được một lượng tiền lớn. Nếu mà mình đi thuê một tòa nhà mà mình áp dụng cái mô hình này thì đôi khi nó cũng có một cái là chi phí của chúng ta cũng rất là cao khi mà sửa cái căn nhà trở thành căn hai nhà như thế này. Đấy. Cho nên là sinh lời cao, chưa kể cái chuyện là cái đối tượng này thì lại phải có được cái đối tượng sẵn có. Thì thường là người ta sẽ, những cái người người ta dám làm như thế này là thường người ta làm ở một cái đơn vị nước ngoài nào đấy. Đấy, cái một công ty nào đấy mà có rất nhiều những chuyên gia, người ta có nhu cầu cái này và người ta nhìn thấy cái tiềm năng này và người ta có cái đầu ra và người ta đầu tư đối với cái loại bất động sản này. Đây là dạng mua đất xây đây. Ok. Cái này mình lấy một cái bài cho nhanh. Ok, đâu, xin lỗi. Chờ mình một chút nha. Đây có thể xây những cái dạng như thế này ở các cái khu công nghiệp để cho thuê lại. Mà đây là xịn rồi đấy, chứ không thì thường là rất là lụp sụp thôi. Đấy, rất là có thể coi như là cấp 4 này. Ở giữa là một chút ấy. Chứ còn nếu mà xây xịn như thế này ấy, nó có một cái là công nhân nhiều khi người ta không đủ tiền người ta thuê đâu, và mình cũng lâu thu hồi vốn,
và xây kiên cố như thế này thì đến lúc mà mình muốn để mà chuyển đổi mục đích là tự nhiên mình phải phá bỏ rất là tốn kém. Có nghĩa là mình thay vì chuyện để xây như thế này thì mình ví dụ mình muốn xây lên cao tầng chẳng hạn. Đấy. Thì đây là cũng là một loại hình. Đấy. Đây là loại là tạo dòng tiền cho thuê rồi bán. Đây. Đây, một cái tòa này. Đây nhá, người ta xây lên. Người ta xây lên từ cái lúc mà nó còn như thế này. Nó chỉ có 18, 19 tỷ thôi. Đấy, 18, 17, 18 tỷ thôi. Sau đó là gì? Sau đó là người ta xây lên như thế này thì mất khoảng tầm 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ nữa. Nhưng người ta xây xong người ta không bán luôn. Mặc dù mục đích của người ta là để bán thì người ta lại tìm một cái đơn vị người ta cho thuê giá cao. Đấy. Và sau khi người ta cho thuê được như thế này xong thì cái giá người ta bán đến 35 tỷ mọi người ạ. Đây là một cách thức mà cho lên ấy, nhiều khi gọi là gì? Nhiều khi là nó còn phụ thuộc vào cách chúng ta bán chứ không phải là ở cái chuyện mà đấy, không phải là chỉ là mua mà cách thức người ta bán. Đâu bởi cái đơn vị này người ta thuê đâu rơi vào khoảng tầm 120 một cái tòa này thôi, 120 triệu nó tạo ra dòng tiền và lúc đấy thì người ta có thể là bán được cái giá cao. Đấy. Ý ở đây là một cái tài sản ấy nó tạo ra được dòng tiền mà dòng tiền càng cao thì cái giá càng cao. Nhưng đây là một trong những cách mà các cái nhà đầu tư cũng hay lách mọi người ạ. Mà có thể gọi là lừa dối khách hàng một chút là đôi khi người ta chấp nhận cho cái đơn vị mà thuê này này nhưng lại bằng một cái hợp đồng ảo. Và nhiều khi chúng ta không biết đâu. Người ta hợp đồng ảo bằng cách là thay vì chuyện là 120 thì họ đẩy lên tận 180 chẳng hạn. Và chúng ta cảm thấy cái tài sản này có giá trị quá bởi nó tạo ra dòng tiền. Và chúng ta mua ngay. Thì người ta chấp nhận cái chuyện là người ta sẽ bỏ ra thêm là một năm nữa để người ta bù cho cái chuyện đấy bởi người ta bán được giá cao mà. Đúng không? Người ta sẽ làm việc với cái đơn vị mà đi thuê thế này này. Bảo là cứ thuê thế đi. Phần 60 triệu là người ta sẽ bù cho. Ví dụ ấy chẳng hạn. Thế thì sau khoảng tầm một năm hay là gì đấy thì lúc đấy họ có thể lại rút hợp đồng. Thì sau, đấy ví dụ ấy. Và trong đầu tư bất động sản thì rất nhiều chiêu trò. Đấy. Đây này, trông sáng đẹp như thế này. Buổi tối nó sáng long lanh như thế này. Đấy, chốt lên tận 36 tỷ mà trong khi cái giai đoạn đầu là cho giao dịch là chỉ có 17 tỷ thôi. Đấy, cho thuê 130 triệu mét và tòa này. Đấy, thì mọi người thấy thế nào? Rồi nữa, một trong những cái loại hình ấy mà mọi người người ta sẽ tạo dòng tiền để bán được giá cao thì đây là loại này đây. Là massage và karaoke là cái loại hình mà loại đẻ ra nhiều tiền trong cái chuyện dòng tiền đấy. Bản thân cái đơn vị đi thuê cũng thường thuê giá cao, cao hơn hẳn luôn đấy. Đây là một cái thửa đất có thể ở vùng ven thôi. Đó. Đất này cũng xa xa ở Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm thôi đấy. Nhưng mà người ta cho thuê cái này, cái dịch vụ này. Đương nhiên hợp đồng thì thường là rất cao, thay vì chỗ này bình thường người ta sẽ thuê khoảng 30-40 triệu. Thì người ta thuê lên đến có thể đến 80 triệu chẳng hạn. Đấy. Và người ta bán với giá cao hơn hẳn luôn. Đấy. Đây một loại hình. Cho nên cái việc tạo dòng tiền trên cái bất động sản có nghĩa là như thế này. Mọi người hình dung là khi bán một cái bất động sản, mua một bất động sản để đầu tư ấy, thì chúng ta phải tính được chuyện chúng ta tạo ra giá trị gì trên cái mảnh đất đấy. Còn không chúng ta chỉ chờ cái lãi vốn. Mà lãi vốn thì lại căn cứ vào cái chuyện gì? Cái hạ tầng ở khu vực đấy nó có tăng thêm lên không? Cái mức độ khan hiếm của đất ở khu vực đấy nó có tăng thêm lên không? Cái nhu cầu ở khu vực đấy nó có tăng thêm lên không? Có cái gì đấy nó tạo ra cái điều tốt đẹp, cái hay tốt hơn cho cái khu vực đấy không? Đấy, thì hay là một cái quy hoạch nào đó không? Đấy, thì nó mới giá đất nó mới tăng. Còn không chờ rất là lâu. Còn chờ là phải rất nhiều năm.
Đấy. Đấy. Còn ở đây thì nếu mà không có yếu tố đấy thì cái việc đầu tiên là người ta có thể tạo ra cái dòng tiền. Đấy. Đây một cái loại hình đây mọi người này. Người ta sẽ chui vào trong những cái ngõ ngách sâu. Người ta mua được những cái thửa đất giá rẻ, rất rẻ luôn. Thửa đất cực xấu luôn, nó trong một cái đường đây này mọi người nhìn này. Đấy, đây là những cái mà khi mọi người muốn mua mà sinh lời nhiều là như thế này. Cái hẻm rất là nhỏ, có cái đường đi vào ấy chỉ là coi như kiểu một người lách thôi. Đây mọi người nhìn này, nó bề ngang này nó giỏi lắm được khoảng 80 phân để đi vào trong cái ngõ này thôi. Cái hẻm này thôi mà nó sâu tít tắp luôn. Đấy. Đây một cái xe đi máy đi thôi, còn đầu hai xe là chịu chết luôn. Đấy, và người ta xin được giấy phép cao tầng và người ta bán. Đấy, và nó tạo ra dòng tiền gì? 120 mét vuông mà tạo ra dòng tiền là đâu? Rơi vào khoảng 150 triệu một tháng. Mọi người thấy kinh khủng không? Mà xây là 9 tầng. Cái điều này là điều cực kỳ lách luật luôn. Chắc chắn Hà Nội sẽ không có cái chuyện mà cho thuê đúng nghĩa mà để mà cho để này, nhưng kiếm được cái thửa đất thế và phải có quan hệ đối với bên 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 nhà nước thì mới có thể xây được như thế này và tạo ra dòng tiền 150 triệu và người ta có thể bán 19 tỷ rưỡi cho cái tòa nhà này. Đấy, mà trong ngõ ngách như thế này, mặc dù những cái thửa đất này chắc chắn người ta chỉ mua vài tỷ thôi. Đấy, có nghĩa là như thế này người ta có thể lãi gần như một gấp đôi luôn. Đấy, thì đây cũng là một cách thức để mà có thể là kiếm được nhiều tiền. Đây, và người ta xây những cái căn chung căn mini này. Đấy, để cho thuê. Đấy, mỗi một căn cho thuê như thế này là khoảng tầm mấy triệu đấy, 30 mét vuông, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm mọi người nhé. Nhà nước không cho xây như thế này này, mật độ xây dựng cao mà lại trong hẻm như thế này là vì làm sao? Rất rủi ro khi xảy ra những cái chuyện liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Ồ, gần 8 giờ rồi. Thôi, mình sẽ vài phút nữa nhé. Chứ còn nếu mà như thế này thì còn dài lắm. Nó rất nhiều loại. Dạ vâng, anh ơi, em thấy là cái thông tin ấy thì còn rất là nhiều ấy. Cho nên là em thấy là ở đoạn này mình có thể kết thúc và anh nốt lại rồi đấy ạ. Okay, vâng ạ. Thì em xin phép một ít phút giao lưu thêm với cộng đồng ạ. Anh chị ơi, thông tin hôm nay thì sếp cũng đã chia sẻ những cái thông tin về bất động sản đúng không ạ? Các cái kiến thức có thể với những người mà đang chưa hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thì mình cũng thấy rất là bỡ ngỡ và rất là sâu. Còn với những anh chị